ra thì đến bây giờ thì bảo là yêu cầu tất cả mọi người là có thể tập trung để mà tham gia tất cả các cái cuộc họp nó đầy đủ thì nó cũng hơi bị khó. Chính vì vậy là cái việc yêu cầu này thì cũng không phải là bắt buộc lắm, bởi vì có rất nhiều người cũng đang phải đi làm, hoặc là có nhiều người thì còn đang đang bận con cái gì đó thì nó có rất là nhiều lý do. Tuy nhiên thì những ai mà thực sự quan tâm và những ai chưa nắm được kiến thức thì chúng ta cần phải nên tham gia các cái buổi Zoom như thế này đúng không? Để các bạn có thể nắm được cái kiến thức, và đặc biệt là cái cách để chúng ta tư vấn nó được tốt hơn. Đầu tiên thì tất cả chúng ta các anh em tham gia vào dự án thì những người mà ít nhất là đã đầu tư rồi và những người chưa đầu tư thì mình cũng đã nhắc lại rằng là chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ các cái tài liệu mà đã làm ra cho mỗi người một cái trang web cá nhân đó chúng ta đọc. Thì trên đây thì nó đã bao quát tất cả những cái thông tin về một cái dự án. Đối với tất cả dự án nào cũng vậy thôi, thì chúng ta cũng sẽ phải tìm hiểu tất cả những thông tin như vậy. Đấy. Thì để bắt đầu vào cái buổi hôm ngày hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu rằng mình là Lê Tuấn, hiện tại là trưởng nhóm của WhatsApp của chúng ta. Và có thể là có hôm nay có rất nhiều các thành viên mới lần đầu tiên tham gia vào Zoom, cho nên là cũng chưa biết được. Thì mình cũng chia sẻ lại một chút là mình tên đầy đủ là Lê Tuấn, mình ở Thanh Hóa. Và mình cũng rất là may mắn biết được đến WhatsApp tới bây giờ thì cũng được nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng, nhưng mà tính thời gian chính thức tham gia thì được coi như là nửa tháng, thì nhận được 2 lần cổ tức rồi. Và sau khi tìm biết được đến cái cơ hội của tập đoàn Watford ấy, lần đầu tiên mình nghe đến chữ Watford thì mình nghĩ ngay đến là đội bóng của Hoàng Anh. Đấy, chính vì vậy mà mình cũng thấy có cái gì đó nó lạ lạ, bắt đầu mình mới mày mò tìm hiểu. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người thông qua sơ lược một chút đầy đủ về tập đoàn Watford là gì, mô hình kinh doanh của Watford là như thế nào, và các công ty con của Watford là gồm công ty nào, cái chính sách để trả thưởng là chi trả cổ tức cũng như là cái chính sách hoa hồng hệ thống ra làm sao, cách để chúng ta kiểm tra các cái thông tin về tính pháp lý của tập đoàn Watford, và sẽ trả lời cho mọi người và sẽ dựng cho mọi người một cái kịch bản hoàn chỉnh để mọi người có thể tư vấn cho tất cả các cái đối tác khách hàng của chúng ta trên nhắn tin hoặc là trên một cái cuộc gọi, để chúng ta có thể có được cái phương pháp làm sao để chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng một cách là tối ưu nhất, giúp cho khách hàng có thể hiểu được cái dự án của WhatsApp mà chúng ta đang triển khai. Thì đầu tiên là trước khi mình đã luôn luôn nhắc là trước khi chúng ta tìm hiểu về một dự án đầu tư, nói đến đầu tư thì đương nhiên là chúng ta nghĩ tới là đầu tư để sản sinh ra lợi nhuận. Đấy. Vậy thì đầu tư để sản sinh ra lợi nhuận rồi, thì cái lợi nhuận đó chúng ta có được thì chúng ta phải biết được rằng là chúng ta có được từ đâu, chứ không phải rằng là chúng ta chỉ quan tâm tới rằng là cái lợi nhuận của nó là gồm cái gì. Đấy. Chúng ta muốn biết được rằng là WhatsApp mang lại cái lợi ích gì cho chúng ta, chứ còn chúng ta đừng có quá để ý đến cái việc là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền từ WhatsApp. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta phải biết được rằng là WhatsApp là một trong những cái tập đoàn như thế nào. WhatsApp là một tập đoàn của Hoa Kỳ đã hoạt động trong cái lĩnh vực về đầu tư, về lĩnh vực chứng khoán thì từ năm 2015. Tuy nhiên từ những năm đấy thì nó mới chỉ là một cái văn phòng nhỏ thôi. Đến năm 2019 thì Watford chính thức mua lại thêm một số các công ty và chính thức đưa cái dự án, đưa cái chương trình huy động vốn của cộng đồng để mua bán được cái cổ phiếu của công ty của họ ra ngoài công chúng là bắt đầu từ tháng 8 năm 2019. Và hiện tại đang niêm yết vốn là cổ phiếu của 4 công ty. Đấy. Thì sáng lập ra tập đoàn Watford này đấy là ông Richard Watford, và tập đoàn Watford này có trụ sở ở tòa nhà Columbia ở bang Washington của Hoa Kỳ. Chúng ta có thể lên trên Google và chúng ta check được cái chữ Watford LLC này thì nó sẽ chỉ đến cái văn phòng của Watford tại tòa nhà Columbia ở Washington. Đấy.
Ngoài ra thì hiện tại OneCloud đang có rất là nhiều các cái văn phòng ở trên toàn cầu, mạnh nhất là văn phòng ở Nga và các văn phòng ở Áo, ở Thái Lan. Như hôm trước họp trực tuyến thì có tới 35 múi giờ để chia sẻ cho các nhà đầu tư toàn cầu theo dõi, thì có ít nhất là sẽ có 35 quốc gia có người đã từng đầu tư vào tập đoàn OneCloud, nhiều hay ít thì chúng ta cũng không thể biết được. Đối với tập đoàn OneCloud thì chúng ta có thể xem cái video, chúng ta có cái video mà mình đã chia sẻ ở trên kênh Facebook rồi, ở kênh YouTube rồi. Đấy là cái cuộc phỏng vấn của tập đoàn, của chủ tịch tập đoàn OneCloud. Đây là một cái video nó rất là hay và chúng ta cần phải xem, bởi vì đây là mấu chốt của vấn đề trong cái dự án chúng ta đầu tư lần này. Thì một khác biệt của tập đoàn OneCloud ở đây là mô hình. Đấy, các anh các chị chúng ta chỉ cần tập trung vào cái mô hình của OneCloud là gì để chúng ta thay đổi toàn bộ cái suy nghĩ của chúng ta về tập đoàn OneCloud đi. Đây có cái video về phỏng vấn về OneCloud của về chủ tịch của tập đoàn OneCloud, thì chúng ta cần phải xem, tất cả chúng ta đều phải xem. Đấy, đây đây là cái video về phỏng vấn về chủ tịch Richard Watford, thì tất cả chúng ta đều phải xem. Đấy, cái video thứ hai chúng ta đều cần phải xem nữa, đấy là cái video mà họp trực tuyến toàn cầu hôm vừa rồi. Ở trên đấy thì ông đã giải đáp các cái câu hỏi cũng như là ông đã phân tích về một số các cái điểm yếu của thị trường chứng khoán cũng như là những các cái sàn giao dịch như thế nào, tình hình tài chính đã trải qua bao nhiêu lần khủng hoảng kinh tế thì bản thân ông đã trải qua, thì ông đã chia sẻ trên cái video này. Nó có cụ đề bằng tiếng Việt, mình đã làm lại rồi. Nó không có thuyết minh đâu, nhưng nó có cụ đề thì chúng ta cũng có thể cố gắng là cũng vẫn là xem tốt. Thì hai cái video này thì đối với tất cả nhà đầu tư mới chúng ta đều phải xem, tất cả anh em đã tham gia trong khoảng thời gian 2 tuần qua cũng đều phải xem để chúng ta hiểu được rằng là WhatsApp là cái gì, mô hình kinh doanh là gì. Đấy. Vậy thì ông Richard WhatsApp này, thì ông có nhiều người nói rằng là không thể tìm kiếm được các thông tin của ông, thì chúng ta biết được rằng là trong cái cuộc phỏng vấn của ông ấy thì lâu đến nay là ông ấy không muốn bất kỳ cơ quan truyền thông nào khai thác về đời tư của ông đó, thì cái chuyện này nó cũng rất là bình thường thôi. Ông là một người sáng lập ra tập đoàn Blackboard cũng như là người mà triển khai cái mô hình P2C này đến với công chúng, cho nên nếu như nói là ông Blackboard là một người cực kỳ thành công thì điều đó là không phải. Chúng ta không thể nói là ông là người rất là thành công, bởi vì không nhất thiết là một người thành công thì sẽ tạo ra một mô hình thành công, và một người chưa có gì nhưng người ta vấp ngã nhiều, người ta vẫn có thể tạo ra một mô hình thành công trong tương lai là cái chuyện rất là bình thường. Đấy. Và ông đã từng thất bại trên thị trường chứng khoán vào năm 2008 và ông đã nhận ra rất là nhiều điều về việc giao dịch chứng khoán, và từ đó ông đến năm 2015 thì ông đã bắt đầu thử nghiệm cái mô hình kinh doanh của riêng mình. Thì cái mô hình kinh doanh đó là cái gì? Thì như chúng ta biết được rằng là trên nói đến một công ty cổ phần thì chúng ta hiểu ngay đến việc là công ty đó có ít nhất từ 2 đến 3 thành viên trở lên góp vốn lại với nhau tạo thành một công ty cổ phần. Và công ty cổ phần này sẽ có các phần bằng nhau chia cho những người nắm giữ cái cổ phần của công ty đó, cấu thành 100% giá trị vốn hóa công ty. Ví dụ như công ty có 100 triệu thì nó sẽ chia ra 33 triệu một người, nói là gọi là 3 phần bằng nhau. Nhưng trong đó sẽ có một người sẽ nắm giữ là 4%, hai người còn lại 12% chẳng hạn. Thì người 4% kia sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị. Còn những người còn lại có thể nắm giữ các chức vụ như phó chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc hoặc là giám đốc, hoặc là ba người này không có khả năng lãnh đạo, người ta có thể thuê một tổng giám đốc. Đấy. Các công ty cổ phần thì người tổng giám đốc có thể đi thuê là cái chuyện rất là bình thường, còn các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì người giám đốc đó đương nhiên sẽ là người chủ của công ty đó luôn. Vậy thì một công ty cổ phần nó sẽ có nhiều cổ phần, ban đầu có thể là 2-3 người, sau đó họ sẽ tăng cái vốn hóa của họ lên, họ muốn mở rộng quy mô kinh doanh của họ lên thì họ sẽ tăng cái mức giá trị công ty họ lên, và họ sẽ chia các cổ phần ra thành nhiều khoản nhỏ. Còn ta định giá ra một cổ phần bằng bao nhiêu tiền đó, ví dụ Việt Nam một cổ phần là 10.000. Đấy. Thì khi đó họ cần phải huy động của rất là nhiều người khác để mà có được cái nguồn vốn đó, và họ định giá công ty của họ sau khi thành công nó sẽ là lớn hơn, thì họ sẽ phân chia nó ra. Ban đầu họ có thể huy động của người thân, người quen, bạn bè, anh em, của những người ủng hộ cái ý tưởng của hình kinh doanh của họ, và họ trả
họ vay tiền của những người đó để trả lại bằng chính cái cổ phần đó. Đấy, nó giống hệt như cái mô hình huy động vốn cộng đồng trước IPO crowdfunding. Thì chúng ta biết rằng là một công ty cổ phần thì có ba hình thức là huy động vốn của những người khác ngoài những người sáng lập đấy ra. Thứ nhất là huy động của những người anh em bạn bè người thân người quen. Thực chất ta mà nói rằng bản chất cái mô hình mà chúng ta đang làm đây là cái mô hình khởi nguồn của công ty cổ phần. Đấy là mô hình về P2C, tức là từ công ty đến với cổ đông luôn. Đấy là một mô hình khởi nguyên của một hình thành công ty cổ phần. Và cái mô hình của chúng ta nó đang là mô hình như vậy. Tuy nhiên tại sao lại chúng ta lại nói rằng mô hình của chúng ta làm việc ở Watford lại là một mô hình mới? Bởi vì Watford đã đưa mô hình đó lên trên Internet và lan rộng ra cộng đồng và phát triển ra toàn cầu. Thì nó gọi là mới trên một cái xu hướng mới. Còn nó vẫn là mô hình khởi nguyên của một mô hình công ty cổ phần. Cái cách để mà huy động vốn thứ hai và tốt nhất đấy là mô hình bán cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán. Thì chúng ta biết được rằng là có rất nhiều công ty người ta đã có đủ tiềm lực rồi và người ta muốn công ty của họ có nhiều người biết hơn và cổ phần của họ có nhiều người nắm giữ hơn và họ muốn trở thành một công ty đại chúng và có được nhiều người quan tâm và muốn bán được cổ phần với giá trị cao hơn thì người ta sẽ đưa lên sàn giao dịch chứng khoán. Đấy. Vì công ty người ta có quyền đưa lên sàn giao dịch trong nước của họ, một quốc gia có thể có từ 1 đến 2 đến 3 sàn giao dịch chứng khoán. Và mỗi sàn giao dịch chứng khoán thì nó sẽ có một cái cộng đồng riêng của họ để giao dịch ở trên đó. Đấy. Và mỗi sàn giao dịch chứng khoán nó sẽ có một cái điều kiện riêng và công ty muốn tham gia vào cái sàn giao dịch chứng khoán đó thì cần phải ký quỹ và phải trả tiền hoa hồng cho bên đơn vị môi giới để đơn vị môi giới đó quảng bá hình ảnh công ty đó, cổ phần của công ty đó đến với khách hàng để mang lại cái nguồn vốn từ khách hàng cổ đông bên ngoài, từ công chúng đó đến với công ty và mua cổ phần công ty, và công ty sẽ thu được cái nguồn vốn đó về để tái cấu trúc công ty và xây dựng công ty đó trở nên tốt hơn. Đấy. Cái mô hình thứ hai hay còn gọi là thứ ba là một cái làn sóng mới. Chúng ta biết được rằng đấy là mô hình crowdfunding, là mô hình huy động vốn trước IPO. Vậy thì cũng là một công ty cổ phần và huy động vốn, nhưng người ta lại huy động từ lúc mà công ty mới hình thành ý tưởng thôi, chứ không phải là công ty đã thành công rồi. Đấy, vậy thì theo cái mô hình crowdfunding thì nó cực kỳ là tiềm năng, nhưng tỷ lệ rủi ro nó cũng là 50-50. Không phải công ty nào cũng sẽ IPO thành công, và cũng không phải công ty nào từ ý tưởng cũng sẽ biến thành thành công. Đấy. Nhưng hiện tại rất nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam đang theo cái mô hình crowdfunding, và mấu chốt của vấn đề là rất nhiều người đang đặt ra các câu hỏi rằng là cái cổ phần của công ty này tại sao lại bây giờ là đã có doanh thu, đã có cổ tức rồi lại chia cổ, lại bán cổ phần. Công ty này đã có doanh thu rồi, lớn rồi, tại sao còn huy động vốn? Đấy là câu hỏi của những người không hiểu biết, người ta chỉ hiểu biết một phần thôi. Người ta chưa hiểu biết một cách tổng quát là vì sao lại như vậy. Người ta chỉ nhìn thấy cái mô hình crowdfunding người ta đang tham gia đó, tức là người ta chỉ giống như nói một cách chính xác hơn là người ta chỉ người ếch con mồi trong đáy giếng, người ta nhìn thấy một cái giếng của họ thôi. Đấy. Nếu như người ta đặt cái câu hỏi như vậy thì thử hỏi ngược lại là Facebook, Google hay Zalo hay là Vingroup hay là FLC hay Vinamilk, người ta đang bán cổ phiếu trên các sàn Vin, sàn của HOSE hay là của HNX hay là của Nasdaq, họ đưa đấy làm cái gì? Họ bán cổ phần để làm cái gì, đúng không ạ? Đấy, cho nên những người mà hỏi những câu hỏi đó thì các bạn chỉ cần phải trả lời một câu rằng là vậy những cái công ty đã thành thành kia người ta đang bán cổ phần trên các sàn giao dịch chứng khoán để làm cái gì? Biết người ta IPO lần đầu ra công chúng, người ta mục tiêu huy động vốn là 1 tỷ 20 tỷ hay 100 tỷ với số lượng bán ra cổ phần là bao nhiêu, thì mục đích của họ là cái gì? Chắc chắn một điều rằng những con người đó họ sẽ không bao giờ trả lời được cho các bạn đâu, bởi vì họ có biết gì đâu mà trả lời. Đấy. Thì chúng ta là người tham gia vào lĩnh vực này, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Và chúng ta biết được rằng là chúng ta đang là những người tư vấn, nó cũng giống như là những người môi giới rồi. Chúng ta là những người như vậy rồi. Đấy. Trong điều luật của chứng khoán, một người để trở thành một người môi giới chứng khoán thì người đó ít nhất phải học đủ 4 cái chứng chỉ và phải có bằng từ ít nhất là cao đẳng trở lên. Có đủ tư cách, nhân cách và trình độ thì mới trở thành một nhà môi giới chứng khoán được. Đấy. Nhưng người ta tham gia một công ty môi giới chứng khoán thì người ta đang môi giới cho nhiều công ty, cho nên kiến thức của họ cần phải sâu và rộng và bao quát nhiều để tư vấn cho khách hàng tốt hơn. Còn chúng ta đang tham gia vào Watford, chúng ta chỉ tập trung vào 4 công ty của chúng ta thôi. Thì chúng ta chỉ cần nghiên cứu về 4 công ty chúng ta và chúng ta tư vấn cho đối tác về 4 công ty chúng ta.
nhưng chúng ta không cần phải tư vấn ra những cái lĩnh vực mà ngoài lĩnh vực công ty kinh doanh, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một người tư vấn về 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 đầu tư chứng khoán được. Đấy, đấy là cái điểm mà chúng ta cần phải nắm được. Vậy thì khi tham gia vào các mô hình như thế này thì nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm của nó, không có cái gì là tuyệt đối cả. Mô hình huy động vốn crowdfunding nó có một cái rủi ro cực kỳ lớn, đấy là chưa chắc dự án đó là thành công và rất nhiều dự án ngang nó sẽ bẻ lên và chúng ta ở xa chúng ta không biết được, chúng ta vẫn đầu tư đấy. Cái này hoặc có rất nhiều là dự án thật nhưng mà quá trình đi đến cuối nó cần nhiều vốn quá, không đủ lượng vốn thì nó vẫn chết bình thường, và những người nắm giữ như vậy thì nó cũng không mất tiền, nhưng có thể rằng chúng ta phải chờ rất là lâu hoặc là chúng ta sẽ bị mất một phần tài chính của chúng ta. Nhưng mà để chúng ta lựa chọn một dự án crowdfunding thì chúng ta vẫn nên đầu tư vào crowdfunding, bởi vì chúng ta có thể bỏ một số tiền. Thì đây là một cái mô hình trẻ khi bước lên sàn chứng khoán và được trở thành những ông lớn, và cũng đã giúp rất là nhiều nhà đầu tư từ không biết gì có thể trở thành triệu phú trên sàn chứng khoán. Đấy. Và tất cả như vậy đều thông qua một cái sàn giao dịch chứng khoán và thông qua một công ty môi giới. Điều mấu chốt đó nằm ở chỗ là một công ty muốn được giao dịch trên sàn chứng khoán đấy phải có ký quỹ và phải có chi tiền hoa hồng cho bên môi giới, đấy, tức là mất đi một khoản tiền. Và cái khoản tiền đó nó lấy từ đâu? Nó lấy từ chính doanh thu của công ty mà đang làm ra đó, trích ra một phần thuế rồi chi phí tất cả mọi thứ, còn lại sau tất cả mọi số cổ phần của công ty, và sau đó những người đang nắm giữ bao nhiêu lượng cổ phần đó sẽ được nhận, đấy là gọi là cổ tức. Chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ được hai cái lợi ích: một là chúng ta sẽ mua được ở cái giá thấp và khi giá cao chúng ta bán ra; hai là chúng ta mua cổ phiếu chúng ta giữ lại và chúng ta sẽ nhận được cổ tức hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc là chọn đời nếu chúng ta lựa chọn đúng công ty và chúng ta kỳ vọng vào công ty đó. Đấy. Nhưng cái mô hình mà bán cổ phần ở trên sàn giao dịch chứng khoán á, thì nó có một cái nhược điểm. Đấy. Thứ nhất là công ty phải chi một khoản tiền cho môi giới. Nhà đầu tư muốn mua được cổ phiếu đó cũng phải chi một khoản tiền cho bên môi giới. Đấy, tức là hai bên từ khách hàng và công ty đều phải mất một khoản tiền như vậy. Thì mô hình chung rằng là cái số lợi nhuận đó nó đang bị tiêu hao. Đấy. Cái thứ hai, một công ty giao dịch trên sàn chứng khoán nó có thể theo một cái làn sóng lúc thị trường đang đẹp, nó có thể từ 100 tỷ lên 200 tỷ lên 500 tỷ nó diễn biến tốt và nó có thể để đưa vốn hóa lên rất là nhanh. Thế nhưng chỉ cần một biến động rất là nhỏ thôi cũng khiến cho cái doanh nghiệp đó tự nhiên bốc hơi đi hàng trăm tỷ sau một đêm rồi. Đấy, và cái điều đó là công ty đó không có thể kiểm soát được. Không thể kiểm soát được. Còn nếu như họ báo cáo kinh doanh tốt, họ đi lên thì họ đang kiểm soát được. Còn những cái yếu tố bên ngoài giống như là mảng kinh tế tài chính hay là dịch bệnh corona vừa rồi đây thôi, khiến cho rất là nhiều doanh nghiệp trở nên bốc hơi tiền đi, mà trong cái đó họ đang là những công ty làm ăn rất là tốt trong mùa dịch Covid này. Nhưng tại sao doanh thu giá trị vốn hóa của họ bị sụt giảm? Đấy là vì cái chợ lớn như vậy, cái tâm lý bán tháo sẽ ảnh hưởng đến những người khác, và người ta bán nhiều quá thì nó sẽ đu theo tất cả mọi thứ, và anh ở trong cái cuộc chơi đó thì anh sẽ bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng rồi thì giá trị cổ phiếu đi xuống thì đương nhiên công ty sẽ bị mất vốn hóa và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phần kinh doanh công ty. Đấy. Chính vì vậy mà khi giao dịch trên sàn chứng khoán nó có những cái điểm yếu đó. Thì bản thân ông Richard Watford, ông ấy đã từng giao dịch trên sàn chứng khoán rồi và ông đã từng bị như vậy rồi. Ông đã từng giao dịch trên sàn rồi thông qua các đơn vị môi giới về giao dịch chứng khoán phái sinh. Đấy. Và ông đã biết được rằng là cái phần mà chi cho cái vấn đề là trung gian đó nó đã mất tiền rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng đây là cái mô hình mà chứng khoán hiện tại, mô hình hiện tại chúng ta đang làm. Thì cái mô hình đó nó vẫn tốt chứ nó không phải là không tốt. Không phải khuyến khích khuyên mọi người rằng là không tham gia vào cái mô hình này. Mô hình này nó đã chứng minh được cái sự hiệu quả của nó rất nhiều và chứng minh được rằng rất nhiều công ty chết trên sàn chứng khoán. Nhưng mà vẫn là một cái mô hình cực kỳ tốt chứ không phải là không tốt. Chúng ta chỉ khác được một điều rằng là bản thân ông Richard Bartford, ông nhìn thấy được có những cái điểm như đó và ông ấy không muốn các công ty của ông đó
sẽ rơi vào tình trạng như vậy, và ông ấy muốn đưa công ty của họ đến một cái mô hình nó khác biệt và họ có thể làm chủ được bản thân của họ được thì họ sẽ thành công đấy. Và đấy là cái vấn đề mà hiện tại là WhatsApp đang làm và chúng ta đang là những nhà đầu tư của WhatsApp đấy. Thì cái cách mà WhatsApp làm, chúng ta sẽ tự tạo ra cộng đồng của riêng mình, mang giá trị của công ty mình trao lại cho cộng đồng, và cộng đồng đang nắm được cổ phần của họ sẽ nhận được giá trị của họ. À, đây là cái điểm mà WhatsApp làm. Cho nên là chúng ta sẽ phải tập trung vào cái điểm này để tư vấn cho khách hàng rằng là cái câu hỏi người ta hay hỏi là tại sao không thấy các công ty con của WhatsApp hoạt động trên thị trường có thể chứng khoán. Vấn đề nó nằm ở chỗ đây. Mọi người lưu ý nhé, vấn đề nó đang nằm ở chỗ đây. Hai cái mô hình này đều công ty này này, hai cái mô hình này, các công ty này đều là công ty cổ phần và đều phải được Ủy ban chứng khoán của quốc gia đó cấp phép hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và có mã số chứng khoán cơ quan. Thế nhưng mà WhatsApp không lên sàn. Đấy, mọi người đúng không ạ? Tại sao WhatsApp không lên sàn? Đấy là nó nằm ở cái mô hình này. Thế chính vì vậy mà cái có rất nhiều người, người ta không phải là một người am hiểu cái về cái mô hình này, người ta cứ bảo là tại sao WhatsApp lại không có lên sàn. Đấy, đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải trả lời cho khách hàng ở cái chỗ đó. Công ty của chúng ta có giấy chứng nhận hoạt động giao dịch chứng khoán, ví dụ như công ty Goldminer có giấy chứng nhận của Úc, ba công ty còn lại có giấy chứng nhận, công ty về dược phẩm có giấy chứng nhận của Canada vì là nhà máy ở bên Canada, đăng ký ở Canada. Hai công ty còn lại là công ty nông và công ty rác thải thì đăng ký ở các công ty cổ phần có giấy phép đàng hoàng. Giấy phép ở đâu thì lát nữa mình sẽ chi tiết cho mọi người. Đấy. Và nhưng mà đầu tiên chúng ta cần phải phân tích cái mô hình này cho họ hiểu sự khác biệt và từ đâu dẫn tới cái mô hình mà WhatsApp được kinh doanh. Thì khi anh chị phân tích được như vậy thì khách hàng, một người hiểu biết người ta sẽ nhận ra ngay. Còn cái người không hiểu biết ấy, thì bảo họ là phải tự quay lại học lại những vấn đề này đi. Ngày hôm nay trên nhóm, trên Zoom của chúng ta ở đây có tổng cộng 26 người. Em cam đoan một điều rằng là sẽ có những người đã từng giao dịch chứng khoán rồi và em sẽ biết được rằng có những người cũng sẽ hiểu về lĩnh vực chứng khoán. Mọi người thử nghĩ em có thể khẳng định như vậy luôn. Tiếp theo của cái mô hình này nó như thế nào? Đấy, đó là cái việc mà WhatsApp muốn đưa cổ phiếu của công ty của họ đến trực tiếp cổ đông của chúng ta và chúng ta sẽ nắm giữ cổ phiếu công ty họ để nhận được cái giá trị là cổ tức của họ. Điểm khác biệt là thay vì là sẽ trả cổ tức hàng tháng thì ở đây người ta sẽ trả hàng tuần. Đấy, người ta phải muốn một cái mô hình mới nó đi lên thì người ta phải thay đổi cách làm đi, đúng không? Người ta phải thay đổi cái cách suy nghĩ, mang lại một cái giá trị gì đó cho cộng đồng thì cộng đồng mới đến với họ. Chứ nếu như cũng chi trả theo tháng như rất nhiều công ty khác, người ta mua ở trên sàn chứng khoán thôi, cái tội gì người ta phải vào đây người ta mua làm gì, đúng không? Tức là WhatsApp phải tìm ra những cái điểm khác biệt đi thì mới thu hút được những người mà nắm được cổ phiếu công ty họ. Và bây giờ người ta chúng ta đầu tư vào các công ty này bán hết được lượng cổ phần, vậy thì đương nhiên là những công ty này cái phần tiền mà WhatsApp đang mua cổ phiếu của các công ty này có một cái khoản tiền mới và có thể WhatsApp lại tiếp tục mua những công ty khác và tiếp tục niêm yết lên để cho chúng ta sở hữu. Đấy. Ví dụ như công ty Goldminer, người ta chỉ khai thác ba mỏ vàng thôi, tổng chi phí người ta một năm là khoảng tầm là 500 triệu đô la Mỹ. Bây giờ người ta bán tổng giá trị vốn hóa công ty là một tỷ đô la Mỹ chẳng hạn, mà WhatsApp đã mua lại mất 500 triệu rồi. Vậy thì bây giờ WhatsApp bán hết cổ phần lại cho chúng ta, WhatsApp thu lại được là 700-800 tỷ. Bởi vì là WhatsApp mua lúc đấy ví dụ như có 5 đô như là đang bán chúng ta là lên 13 đô. Với càng ngày cổ phiếu càng ít thì cái tỷ lệ khan hiếm càng ít thì đương nhiên là giá trị cổ phiếu của nó lên.
và con sẽ không, chắc chắn một điều là sẽ không ngừng lại bốn công ty này, bởi vì khi bán được cổ phần cho chúng ta rồi à, thì Watford sẽ mua những công ty tiếp theo. Mọi người phóng cái tầm nhìn ra cái mô hình, theo cái mô hình này Watford sẽ làm như vậy. Watford sẽ là một cái tập đoàn về đa ngành nghề, bây giờ mới có bốn thôi, tương lai nó sẽ mở rộng ra. Đấy. Và khi đó chúng ta thì hiện tại bốn công ty con của Watford có đăng ký kinh doanh, và chúng ta có thể tra cứu được các thông tin của nó trên cơ sở dữ liệu toàn cầu. Xin nhắc lại rằng là đây là một cái trung tâm cơ sở dữ liệu lớn, big data lớn của thế giới, nơi đó có thể tra cứu được tất cả các công ty có đăng ký kinh doanh và đã được đưa vào cổng thông tin điện tử các quốc gia, thì chúng ta có thể tra cứu được. Anh chị có hiểu không ạ? Và bình thường nhé, em xin nói thật là bình thường khi em tham gia các dự án khác, em không biết cách check cái tên miền của nó như thế nào, và cũng không ai dạy cho mình cả. Muốn biết phải lên trên Google, hay là mình cũng không biết cách để check các cái thông tin đó là công ty đó nó có như thế nào hay không, cũng phải tự đần mò. Nhưng ở đây nó khác biệt hoàn toàn. Mình muốn cái gì mình email cho công ty sẽ gửi chúng ta cái đó, và em là email cho công ty gửi tất cả những thông tin đó cho chúng ta. Chưa nói đến cái việc là trên trang chủ của chúng ta cả bóc loát cũng có tất thông tin liên quan đến hồ sơ pháp lý đấy. Cho nên có rất nhiều cơ sở niềm tin để chúng ta có thể tin vào cái này. Còn những ai trong những cái đoạn này mà vẫn còn đang nghĩ rằng nó là cái mô hình gì đó, hay là hip hop hay là ủy thác cái gì đó, thì mọi người á là nên suy nghĩ lại và nên đấy, chúng ta đến đây với Watson, chúng ta phải thay đổi mọi thứ đi đã, thì chúng ta mới tiếp nhận xem là nghe hết cái thông tin của Watson như nào rồi chúng ta mới có thể đánh giá bình phẩm nó. Đấy, mình xin nhắc lại một điều như thế, nghe hết đi đã rồi hãy có cái kết luận nhé. Thì chúng ta biết được rằng là bốn cái lĩnh vực mà bốn công ty này đang hoạt động thì nó là một trong những trong bốn cái lĩnh vực nó rất là tiềm năng luôn, cực kỳ là tiềm năng. Khai thác vàng thì chúng ta biết được rằng là công ty có hai mỏ ở Úc và một mỏ ở Nam Phi. Đấy, trữ lượng hàng năm thì chúng ta có thể xem trên báo cáo tài chính được, đúng không ạ? Đấy, ở trên trên đây chúng ta có thể xem được cái báo cáo tài chính. Đây, báo cáo tài chính đã được niêm yết ở trên này. Đây, đây là báo cáo tài chính. Chúng ta có thể kiểm tra, và tất cả mọi người đều phải kiểm tra xem là những cái thông tin mà tôi đưa ra và cái báo cáo tài chính nó có lời lãi như nào, dư nợ ra làm sao, tất cả mọi thứ như nào, chúng ta phải kiểm tra. Nó có tất cả trên đây rồi. Sẽ không có một cái dự án nào nó minh bạch như cái dự án này hết. Đấy, tất cả bốn công ty đều là những ngành mũi nhọn nhé. Về lĩnh vực dược thì nó là đánh vào sức khỏe, và cây cần sa như thế nào, nó mang lại cái tinh dầu gì, chiết xuất như nào, giá trị như nào, chúng ta có thể tự động lên Google một gõ, không cần phải hỏi ai hết. Chúng ta nắm bắt thông tin, chúng ta phải đi tự mà đi tìm. Đấy, về vấn đề về lĩnh vực tái chế chất thải thì câu nói rất đơn giản là còn người thì còn rác, chúng ta cứ thế mà đầu tư. Đấy, về năng lượng điện gió thì chúng ta biết được rằng là bây giờ thì nó thế giới đang đi vào cái vấn đề là năng lượng tái tạo đấy, và ảnh hưởng đến môi trường, biến đổi khí hậu, thì cái mô hình này nó là một trong những cái mô hình mà mang lại lợi nhuận rất là cao đấy, chi phí ban đầu cũng cao nhưng mang lại lợi nhuận nó cũng cực kỳ là lớn. Thì chúng ta có thể nhìn vào bốn năm công ty này, và bốn công ty này có rất nhiều anh chị hỏi là nên đầu tư vào công ty nào. Thực ra em định là sẽ làm một cái video phân tích về bốn cái công ty này, và em sẽ làm đấy, phân tích bốn cái này, nhưng mà phân tích thôi chứ cũng không phải là một cái lời khuyên là chúng ta nên đầu tư vào đâu, bởi vì lĩnh vực nào chúng ta cũng có thể đầu tư. Nhưng thực sự là nếu như chúng ta chỉ đầu tư 10 hoặc 20 cổ phiếu để chúng ta bắt đầu từ con số nhỏ thì chúng ta nên đầu tư vào công ty rác thải, bởi vì công ty rác thải nó hiện tại bây giờ là nó có thể mang lại cổ tức cho chúng ta hàng tuần nó cao hơn một chút chút so với những cái công ty kia. Thì chúng ta khởi nghiệp từ số nhỏ thì chúng ta có thể nhận những cái giá trị lớn hơn một chút, sau đó chúng ta có tiền rồi chúng ta đa dạng hóa đi, chúng ta đầu tư thêm vào các công ty về năng lượng cũng như là về khai thác vàng. Đấy, mọi người biết rất rõ rằng là hôm trước em mua là 80 cổ phần của công ty khai thác vàng, giá trị là $130 trên 13 đô la trên một cổ phiếu. Đến bây giờ thì đến mới đến ngày hôm nay thôi, mọi người nhân với cái giá là $136 cho em, 36,89 41 là 89 trong số 41 rồi. Đấy, em cứ tính là $136 thì giá trị tài sản của em đã được tăng lên rồi, đúng không? Đấy, tăng lên 0,6 đô trên một cổ phiếu.
Đấy, vậy thì 10 cổ phiếu là tăng 6 đô. Đấy, 68 là tăng 48 đô rồi. Đấy là cái tăng trưởng về cái tài sản, tăng trưởng về cái tài sản cố định là tăng lên rồi. Đấy. Chưa tính rằng là dựa vào báo cáo kinh doanh, tất cả mọi thứ nó đang ở cái chiều hướng đi lên và có vốn, công ty sẽ mở rộng kinh doanh. Mở rộng kinh doanh thì lợi nhuận nó sẽ tăng lên, và lợi nhuận tăng lên thì chắc chắn rằng cái kỳ điều chỉnh cổ tức tiếp theo có thể nó sẽ tăng lên. Nhưng mà dự báo của năm 2020 là kinh tế toàn cầu GDP toàn cầu nó đang bị sụt giảm, thì rất có thể rằng là cổ tức của năm 2021 của chúng ta có thể sẽ bị điều chỉnh, có thể thấp hơn hoặc là cao hơn tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh công ty. Năm ngoái thì nó chỉ có hơn 5 đô thôi, nhưng mà năm nay nó đã báo cáo kinh doanh cuối năm là tăng lên, giá cổ phiếu cũng tăng lên sau khi báo cáo tài chính của năm 2019 đây. Đây, sau khi báo cáo tài chính của năm 2019 thì thông thường tất cả công ty khi báo cáo tài chính ra rồi giá cổ phiếu của nó sẽ tăng hay giảm để phụ thuộc báo cáo tài chính. À, mọi người cứ lên trên sàn giao dịch chứng khoán và xem, cứ báo cáo tài chính mà đẹp một phát là nó sẽ lên luôn. Đấy. Nhưng mà những cái công ty mà niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và kỹ thuật chung ấy, thì nó sẽ tìm mọi cách để nó cho cái báo cáo tài chính đẹp, phần lớn là cho đẹp, chứ nó chẳng giả gì mà nó thì báo cáo thua lỗ làm gì để cho giá trị cổ phiếu của nó đang tăng 5-70 nghìn, nó tụt xuống 20 nghìn đâu. Nó luôn luôn phải báo cáo tài chính rất là đẹp. Đấy. Hoặc là chuẩn bị chiêm cổ tức, chuẩn bị các kỳ chiêm cổ tức, nó sẽ thu hút được nhiều người mua cổ phiếu của nó vào, xong đó là nó chiêm cổ tức và rất nhiều người sẽ mua. Đấy. Thì chúng ta biết được rằng là từ lúc chúng ta mua, từ cái thời điểm này là nhóm chúng ta mua đây 13 đô la từ cái hôm mình mua đây. Đấy. Mà đến đến bây giờ nó đã lên là 13,61 đúng không? Đấy, có phải là tăng 0,6 đô trên một cổ, 68 đã được 48 đô rồi. Đấy, trong vòng 2 tuần 48 đô đúng không? Đấy. Chưa cần nói đến cổ tức thôi, 2 tuần đấy cổ phiếu tôi đã được 8 đô rồi. Đấy. Thế đầu tư cổ phiếu nó là như thế. Chúng ta có thể nhận được lợi nhuận từ cái việc biến động giá đi lên hoặc mất giá khi đi xuống. Đấy. Cho nên nó mới sinh ra cái thằng sàn phái sinh để giao dịch, thế là chúng ta có thể giao dịch được cả chiều lên và chúng ta có thể giao dịch được cả chiều xuống. Hay xu hướng đó, cái xu hướng nào nó mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, có thể kiếm được lợi nhuận cho cái người bày ra chơi đó thì người ta tạo ra cái xu thế rồi. Đấy. Và cái mô hình P2C nó là cái mô hình khởi nguyên của về công ty cổ phần. Thì bây giờ ông Richard Bandler ông ấy muốn đưa cái mô hình này phát triển rộng ra ngoài cộng đồng, và ông muốn mang cái giá trị ông đấy đến với nhiều người hơn và thu hút được cộng đồng nhiều hơn. Câu hỏi đặt ra là tại sao công ty của họ có lợi nhuận nhưng họ lại phải đưa lên làm gì? Người ta thu hút vốn lại xong rồi người ta lại tiếp tục mua từ công ty khác. Có cái thằng nào mà tự nhiên công ty lớn rồi người ta dừng lại không? Không có thằng nào hết. Tham vọng của con người luôn luôn muốn mở rộng công ty của họ thành một công ty hàng đầu thế giới. Thì ông Buffett này cũng vậy thôi. Ông ấy cũng sẽ bán 50% hoặc là 40% cổ phần của bốn công ty này lại. Sau đó gom được tiền rồi ông sẽ mở một công ty, mua một công ty khác. Có tiền là ông ấy mở một công ty sáu, cứ như vậy. Đấy, họ trở thành một cái tập đoàn đa quốc gia. Google, Facebook, đúng không? Amazon, khi người ta lớn mạnh lên, người ta cũng phải mua lại những công ty con, người ta góp lại để tăng vốn hóa cho công ty lên và tăng đa dạng hóa mô hình kinh doanh của họ lên. Thằng nào chẳng phải mua thêm, đúng không? Đấy, cho nên là với một người hiểu biết thì người ta sẽ nhìn ra được cái điểm đó, chứ người ta không nhìn vào cái điểm rằng là lúc nào cũng đặt câu hỏi rằng là thằng này nó làm cái gì mà nó trả tiền cao thế. Xin thưa rằng là 0,7 đô với Việt Nam mình nó quá cao, nhưng mà với người ta nó không bằng một cái gì hết. Cho nên là đừng bao giờ nói mở mồm cho nói rằng là nó cao lắm. Đấy. Cao với giá trị đô la Mỹ nó chưa làm cái gì đâu. Đấy, nó còn chưa so với lại euro đấy hay là bảng Anh đấy. Đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta trước khi mà chúng ta muốn nói một cái gì thì chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ rồi chúng ta phân tích rồi chúng ta mới đặt ra cái câu hỏi rằng là vì sao thì phải trả lời, tự mình không có trả lời đừng bao giờ đặt ra câu hỏi vì sao. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy được đây là các cái giấy chứng nhận, đây là các cái giấy chứng nhận, đúng không? Đây chúng ta nhìn thấy rõ ràng là mình mua hôm đấy là 13 đô đúng không? Đấy, nó có sách là máy con chứng không có gì để chạy đâu cả. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy được các cái giấy tờ đây, có số đăng ký đàng hoàng đây. Đấy, có số đăng ký đàng hoàng chứ không phải là không có. Đấy, cái này nó ở trên tài khoản của chúng ta vào trong cái phần là menu này,
chúng ta bấm vào cái phần domain này, tiếng Việt thì nó là tài liệu này. Đấy. Thì ở đây chúng ta đang có thứ nhất là giấy tờ hợp đồng của công ty của tập đoàn Watford này, điều khoản hoạt động lao động này, điều khoản đó là việc này, ba công ty này, công ty có một công ty chưa được niêm yết lên, đấy là công ty về dược phẩm. Là công ty dược phẩm thì công ty mới mua lại cuối năm 2019, cho nên là giấy tờ thủ tục hồ sơ pháp lý là mới có báo cáo kinh doanh chứ chưa có đầy đủ giấy tờ lên trên đây, chưa chưa thể đưa lên đây. Cái này mình đã hỏi rồi và công ty cũng đã trả lời rồi, cho nên là chúng ta có thể chờ một thời gian ở đây công ty cũng sẽ đưa lên đây thôi. Còn đây giấy tờ đăng ký hoạt động chứng khoán của các năm, tức là cứ một năm thì theo điều lệ điều khoản của các nước là nó phải đăng ký lại một lần. Đấy, thì từ 2012 đến 2010, như công ty khai thác vàng đấy, từ 2012 cho đến bây giờ 2020 tất cả các năm đều có đúng không ạ, 18, 19, 20 đấy, 09 này rồi đến ngừng lại đến 14, 15 này, 16, 17, 18, 19, 20 đấy, có đầy đủ. Chúng ta chỉ cần bấm ra, sau đó chúng ta cần dịch thì chúng ta lên trên Google, chúng ta chỉ cần bấm là dịch cái file PDF hay là file Word hay gì đó thì nó sẽ có cái trang để chúng ta dịch ra đấy. Thì ở đây mình đã để lên rồi, chúng ta có thể nhìn thấy được này. Đấy, số đăng ký này, tên công ty này, đấy, tên công ty này có đầy đủ tất cả mọi thứ đấy, nó không thiếu một cái gì. Nhưng mà mọi người không xem, mọi người cứ vào xong là quay ra hỏi luôn rồi đấy. Mình chỉ xin nhắc lại như vậy, báo cáo tài chính từng công ty một cũng không biết đường bấm nào, kỹ năng sử dụng internet của mọi người cũng quá kém đấy. Tiếp theo là sách trắng công ty này, này có hết nhé, không thiếu một cái gì này. Đây là cái bản cáo bạch của một công ty, cái cách thức hoạt động cũng như là cái định hướng phát triển của một công ty để thu hút được cái nhà đầu tư có quyết định tham gia với công ty đó hay không, mô hình chính sách tất cả mọi thứ đấy. Điều khoản hoạt động của một công ty, cái này là một yếu tố rất là quan trọng nhưng cũng ít người đọc này, đã dịch ra tiếng Việt rồi, hợp đồng mua bán cổ phiếu. Cái này là sát sườn với chúng ta luôn, khi chúng ta mua một cổ phiếu có một cái hợp đồng bên cạnh chúng ta cũng mở ra chúng ta xem, thì ở đây đã dịch ra tiếng Việt chúng ta đọc. Và khác mỗi là mỗi nhà trường, mỗi người chúng ta khi mua thì chúng ta chỉ khác về ngày tháng số lượng cổ phiếu đấy, và họ tên thôi, còn đơn vị chủ quản là công ty theo luật pháp nước nào thì nó ghi rất là rõ ràng. Hợp đồng về đối tác, hợp đồng đối tác này cho những cái đơn vị, cho những người đứng đầu các cái văn phòng đại diện đấy. Rồi các cái nút đăng ký đây, nhiều người còn mơ hồ đến mức độ là cái nút đăng ký này khi đi qua nó đã lên như này rồi mà bảo là không có được đăng ký, em đến bó tay luôn đây. Riêng về vấn đề bảo hiểm thì có rất là nhiều nhà đầu tư hiện tại đang nói rằng là vấn đề bảo hiểm thì hôm vừa rồi em đã hỏi và công ty đã nói rằng là riêng về vấn đề bảo hiểm trong trong cái phần hợp đồng mua bán cổ phiếu công ty đã có nhắc đến đấy, và tất cả sự hoạt động của tập đoàn Watford dựa trên luật pháp của Hoa Kỳ. Và các bạn có thể xem lại cái buổi họp Zoom của họp webinar của chủ tịch Richard Watford có nói rằng là Watford, tập đoàn Watford đang hoạt động trên cơ sở giao dịch tài chính ở trong cái luật pháp nghiêm ngặt nhất của toàn cầu, đó là ở Hoa Kỳ đấy. Cho nên là việc tất cả mọi công ty thành lập ở Hoa Kỳ mà liên quan đến tài chính là phải đăng ký và phải mua bảo hiểm là một chuyện đương nhiên, chứ không phải rằng là muốn thì mua, không muốn thì không mua, tức là bắt buộc là phải mua đấy, chỉ là mua của công ty nào mà thôi. Cho nên là người ta đã công khai lên đây thì đương nhiên một điều rằng là người ta phải có. Thì có hỏi công ty rằng là mình đang hỏi rằng là có thể kiểm tra được ở đâu, thì người ta nói rằng là riêng về vấn đề bảo hiểm thì công ty không thể công bố lên trên các trang mạng được, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến các hacker cũng như là rất nhiều những cái đối tượng xấu, người ta có thể tác động tra cứu được ra và nó có thể đánh cắp được thông tin đấy. Đấy là cái điều mà hôm qua mình đã đăng lên trên nhóm cho mọi người đấy, có trong email của mình đã đăng lên cho nhóm mọi người xem những cái gì công ty trả lời đấy. Thì có bảo hiểm khoản đầu tư của chúng ta đấy, thì đó là cái vấn đề tiếp theo về cái cách thức tham gia. Để chúng ta biết rồi, ai cũng có thể tham gia được đúng không ạ, chỉ cần đăng ký tài khoản thôi. Thì cái cách thức mà đăng ký tài khoản thì mình cũng đã để cái thông tin ở đây rồi. Ở trong đây nó có một cái phần, đấy là phần số liệu thống kê của tất cả các cái nhà của các công ty con này, số liệu thống các công ty con, mỗi công ty này có tổng số bao nhiêu cổ phần. Mình cũng xin nhắc lại là có rất nhiều người là có rồi nhưng vẫn cứ hỏi đấy, chúng ta phải quan tâm này, chúng ta là nhà đầu tư cổ phiếu chúng ta phải quan tâm cái này đấy. Và mình đã hỏi công ty một điều là khi
công ty có cung cấp cái phần là số lượng đã bán ra được bao nhiêu rồi không? Thì công ty đã trả lời rằng là công ty mới bắt đầu bán ra từ tháng 8 năm 2019 ra ngoài cộng đồng. Chính vì vậy mà cho nhiều người nắm giữ, chính vì vậy mà cái số lượng bây giờ bán nó chưa nhiều, khi nào gần hết thì sẽ có email thông báo cho các nhà đầu tư. Đấy. Bởi vì chúng ta biết là cái giá bây giờ mỗi lần vuông mấy chục cổ phiếu thôi thì nó không thấm vào đâu cả, đúng không? Các dự án kia nó cung cấp ra mấy chục triệu nhưng mà được mua bằng IPO. IPO kia mà mỗi người cứ sở hữu mà một vài trăm nghìn đến hàng triệu cổ phiếu mà cô bán đấy hết, đúng không? Đấy. Giá trị cổ tức cho trên một cổ phiếu đấy, rất là rõ ràng ở đây rồi. Thì chúng ta có thể xem là công ty dược phẩm là công ty mới limit nhất thì tổng số lượng của nó là nó rất là ít, 42 triệu 200 đấy. Còn các công ty trên thì nó số lượng nó nhiều hơn đấy. Và cổ tức thì nó phụ thuộc vào doanh thu từng công ty. Thì có nhiều người bảo là tại sao nó lại xem như nhau, bởi vì là người ta định giá các công ty này có giá trị lớn đấy. Và doanh thu thì tại sao nó lại cổ tức nó lại xem nhau, chúng ta lại xem lại cái phần báo cáo tài chính. Ở đây thì mình đã đưa ra một cái ví dụ rất là thực tế mà mọi người phải thường xuyên chúng ta nghiên cứu. Có rất là nhiều người thì nói là anh ơi, dự án của mình tại sao không có slide mà lại có cái web, nó có nhiều người không biết sử dụng web. Em cũng không hiểu rằng là một người dùng công nghệ 4.0 mà đi nói là không biết sử dụng web thì nó như thế nào. Và em nói thật, tạo ra một cái slide ấy, nó chỉ là để chấm gió thôi, nó chả có ý nghĩa gì hết, thích vẽ cái gì nó vẽ thôi, đúng không ạ? Đấy, còn cái như thế này, cái web này, đây là tất cả những thông tin đây là được sao chép 100% từ trên sách trắng của công ty ra, không có một lời nào mà tôi vẽ thêm ngoài cái ví dụ này của em ra, không có một cái gì tôi vẽ thêm. Các anh chị có thể tham gia các dự án khác có muôn vàn lời tô vẽ lên, nhưng cái này hầu như không có, đều đưa được sách trắng vào ra. Đấy, cho nên rằng là mọi người phải trân trọng cái web này, nó là toàn bộ cái thông tin rất là minh bạch và rõ ràng. Cho dù nó như thế nào thì đây cũng là thông tin trực tiếp từ công ty, chứ không phải là do một người dựng lên, do một người có kinh nghiệm, có kiến thức về marketing dựng lên, không có. Đây là truyền tải thông điệp từ công ty, từ cái mà công ty muốn truyền tải đến khách hàng. Em đã đưa toàn bộ thông tin đây rồi, không có một cái gì tô thêm hết. Đấy, cho nên là mọi người phải hiểu một cái điều gì đó. Và khi nói cho khách hàng, tại sao em luôn luôn nhắc đi nhắc lại mọi người là chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ cái trang web này, toàn bộ kiến thức ở trên đó. Và mọi người chỉ cần xem từ trên xuống dưới thôi, mọi người sẽ có câu trả lời cho cái quyết định của mình. Đấy, có rất nhiều người đã trực tiếp được em tư vấn và sau khi kiên nhẫn vượt qua được cái tôi của bản thân và vượt qua được cái ngưỡng là đấu tranh những cái việc hỏi và xem, hỏi và nghiên cứu, thì sau khi nghiên cứu đã tự cho mình câu trả lời và em không cần phải tư vấn thêm cái gì cả. Mọi người sẽ nhìn thấy được cái giá trị nó nằm ở trong đó rất lớn. Và cái người này hiểu được ra rồi, sau này người ta sẽ xem Watford như là một cái cơ hội thực sự. Đấy, và cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian cho người đó nữa. Đấy. Chúng ta 160-170 con người trên cái nhóm này thì có ít nhất khoảng 100 người đã đầu tư. Ít nhất 100 người đã đầu tư vào đây. Thì 100 con người này đã được tư vấn và đã vững vàng niềm tin rồi. Tự nghiêm túc với bản thân, đã dành thời gian nghiên cứu cái này rồi. Cho nên mọi người đã tự quyết định cái số phận của mình, tự quyết định cái dòng vốn của mình để đầu tư. Và mọi người đã quyết định tham gia đầu tư và hiểu. Còn một số anh chị em lần đầu tiên ngày hôm nay tham gia vào dự án, đang theo dõi, đang nghe, thì các anh chị cũng nên làm như vậy đi. Nguyên tắc của một dự án cộng đồng đấy là sao chép nhân bản phương pháp, có như vậy thôi. Không cần phải làm một cái gì đó màu mè, cũng không cần phải ngày hôm nay là đưa ra một vài cái gì đó nó ví von, hay là một cái gì đó nó cao sang, hay là một cái gì đó quá tiềm năng. Đấy, cũng không cần phải đưa ra một cái gì đó nó có cánh cho mọi người, chỉ cần mọi người tập trung nghiên cứu những cái gì mà người bảo của mình đã đưa ra cho mọi người rồi, như vậy là mọi người đã có thể nghiên cứu được rồi. Và khi nghiên cứu xong rồi ấy, các anh chị có quyền quyết định tiếp tục đồng hành với tập đoàn, với anh em của đội nhóm, hoặc là các anh chị có thể bỏ qua, không ai níu giữ các anh chị lấy một phút nào hết, quyền quyết định trong tay của anh chị luôn. Tương tự như cái câu nói mà em để ở dưới, em đã để một cái pop up ở dưới đây, đây, đúng không? Em đã để một cái hình ảnh cái pop up ở dưới đây, nó mang rất nhiều thông điệp đến cho mọi người. Và đây là một cái câu nói mà nó đã ngấm ở trong những con người em hàng mấy chục năm qua, em luôn luôn em làm theo cái câu nói này. Và trong cuộc đời của em làm cái gì, em đâu,
Em đã từng đi nước ngoài, tự em quyết định em đi nước ngoài, tự em xách ba lô đi nước ngoài, em quay về Việt Nam. Em không bao giờ hối hận với những gì mình đã quyết định. Tất cả dựa trên câu nói này. Tức là một khi mình đã dành đủ thời gian, mình quyết định cái việc gì đó rồi, thì mình chỉ có thế là mình chiến đấu rồi. Còn nếu như nó sai thì mình chấp nhận rằng mình đã đi sai và mình lại tìm cách để mình bước sang một cái con đường mới. Đấy. Đây là cái mà nó giống như một cái kim chỉ nam cho bản thân em. Em muốn truyền tải cái thông điệp này tới cho mọi người. Mọi người không thể ra quyết định hai lần trong một cái vấn đề nào cả. Cũng giống như các anh chị có gia đình rồi, các anh có chị không thể hôm nay nói cưới xong ngày mai nói thôi được. Đã quyết định rồi là giống như đi đóng cột rồi, đúng không ạ? Đấy. Cho nên cái câu nói này nó ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực. Mà người nói ra câu nói này không ai khác chính là Bill Gates. Đấy. Nếu như em nói câu nói này và không có dẫn chứng của người phát ngôn câu này thì có thể mọi người không tin, cho rằng em là một người chưa có một cái gì để chứng minh được cả, nhưng đây là một câu nói của những người mà ai cũng biết. Đấy. Nên mọi người cần phải suy xét và xem những cái gì chúng ta đang làm, không phải trong lĩnh vực này mà trong tất cả lĩnh vực khác cũng vậy. Tiếp theo đến một cái phần nữa, đấy là cái phần mà cái phần chi trả của tổ chức thì xong rồi, đến giờ là cái phần là chương trình giới thiệu. Khi chúng ta tham gia vào đây, chúng ta giới thiệu cho một cái thành viên mới. Đấy. Chương trình để mà giới thiệu cho cộng đồng, đấy, cho cổ đông, cho người thân, người quen, bạn bè của chúng ta. Khi người thân, người quen, bạn bè hay là đối tác của chúng ta đồng ý tham gia vào trong đây và quyết định đầu tư với số lượng cổ phiếu tối thiểu là 10 cổ phiếu, thì đương nhiên rằng chúng ta có công giới thiệu nhà đầu tư góp vốn vào công ty để xây dựng công ty, thì đương nhiên công ty phải chi trả cái tiền hoa hồng cho chúng ta. Cái tiền đó nó cũng tương tự như là cái tiền mà công ty đang phải chi cho cái đơn vị môi giới trên sàn chứng khoán. Vậy thì thay vì là người ta trả cho cái sàn chứng khoán, cho đơn vị môi giới để có được cộng đồng, thì bây giờ người ta sẽ trả luôn cho cổ đông. Cái này nó hoàn toàn là đầy yếu và không có một cái gì gọi là bất tất hay là nó mờ ám ở đây cả, đúng không? Đối với dự án này, tổng giá trị chia phần trăm của phần chia phần trăm hoa hồng của nó khác, ví dụ chạy trong sơ đồ nhị phân thì nó cũng như cái cân nhánh nhỉ? Đấy, mà cái cân nhánh đó thì mới là cái nguồn thu nhập khủng khiếp. Vậy thì nói là cái nguồn thu nhập nó lấy từ đâu? Cái nguồn thu nhập đó nó lấy từ chính cái nguồn vốn của công ty hoặc chính từ lợi nhuận công ty mà thôi. Đấy, cho nên là cái phần 8% này, 8, 5, 3, 2, 1 này, nó cũng là cái tiền mà đáng nhẽ công ty phải chi ra cho đơn vị môi giới chứng khoán để bán được cổ phần của công ty. Thì cái hoa hồng này nó không có gì thay đổi so với số tiền mà công ty sẽ phải bỏ ra, anh chị em hiểu chưa? Nên cũng không phải băn khoăn thắc mắc rằng là công ty nó chi trả nhiều hay ít hay như nào cả, bởi vì cái này đều phải chi ra cho marketing, chi ra cho quảng cáo, chi ra cho bên môi giới, thì bây giờ người ta trao lại cho chính cổ đông giới thiệu cho người khác. Đây là cái cách tốt của mình và nó gắn kết được cổ đông ở lại với công ty nhiều hơn. Đấy, cái phần hoa hồng đầu tiên là hoa hồng trực tiếp này, là khi mà một nhà đầu tư đầu tư thì người ta sẽ trả cho mình 5%, và 5% này là dựa trên 5% tiền thưởng. Đấy, tiền thưởng của công ty. Thế thì ví dụ nhé, 5% này nó cũng sẽ tương đương như là đầu tư 100 đô thì được thưởng là 5 điểm, 5 điểm là tương đương với 5 đô. Đấy, vậy thì công ty sẽ phải chi ra là 50% cho tổng cái sơ đồ này. Thế nhưng mà 50% của cái sơ đồ này đương nhiên nó sẽ là 50 đô, đúng không? Nếu như theo thông thường thì 50 đô ấy, thì cộng với 50 đô nó sẽ là 100 đô ấy, 100 điểm ấy, thì sẽ mua được một cổ phiếu cao cấp, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta biết rằng để mua được một cổ phiếu cao cấp ấy, thì chúng ta sẽ phải chi ra đến 2.500 điểm thưởng, tức là 2.500 đô. Đấy, tức là tương đương với 2.500 đô, và 2.500 đô nó nhân với 95% còn lại thì tổng hệ thống của chúng ta phải đầu tư đến bao nhiêu nghìn đô thì mới có được 2.500 điểm đó, đúng không? Tức là con số rất là lớn. Cho nên là điều kiện để mua được cổ phiếu cao cấp nó cần cái điểm tính này, nên là không không đơn giản để có được. Đấy, cho nên là cái phần này nó gần như là chỉ là khuyến khích. Đấy, và ai sử dụng cổ phiếu cao cấp thì cũng rất là giá trị, nhưng mà để mua được thì cũng rất là khó. Và nó cũng là một cách để kích cầu chúng ta có thể nắm giữ thêm cổ phiếu công ty. Và giống như hôm nay có người nói là có được điểm thưởng rồi thì lại phải mua thêm cổ phiếu. Đấy, thực ra là có mua hay không mua là quyền của chúng ta thôi. Thế nhưng mà đó cũng là cái cách để chúng ta có thể mua được cổ phiếu của công ty, chúng ta có được cổ tức, hoặc chúng ta mua xong thì một tháng sau chúng ta bán được cổ phiếu của công ty. Đấy, nó cũng chẳng mất đi đâu cả, đúng không ạ?
Đấy. Nên là ở đây cũng đã có là ghi chú cũng rất là rõ ràng rồi. Đấy thì anh chị em chúng ta chịu khó làm một chút, phân tích cái nào mình không muốn phân tích nữa. Hôm trước mình có làm cái video, mấy lần trước có làm video vì là mình hỏi trao đổi với công ty với đợi, anh Apollo là bằng tiếng Việt với lại người ta dịch ra nó không được hiểu rõ hết, là cũng chưa được rõ ràng cái phần này, mà mình có phân tích rằng là theo cái trắng nó ghi ấy là 50%. Thế nhưng mà 50% ở đó là 50% người chưa đầu tư khi tham gia vào dự án bắt cót, khi giới thiệu cho người khác đầu tư ấy, thì nhận được là 50% giá trị hoa hồng trong cái sơ đồ này là 50% của tiền thưởng trực tiếp, tức là vẫn nhận được 5%. Nhưng mà ví dụ một người chưa nhưng lại giới thiệu cho một người đầu tư 10 cổ phiếu thì anh ta sẽ nhận được 5% của 5 cổ phiếu, tức là 2,5% trên 10 cổ phiếu đó để bằng tiền thưởng. Còn cái phần hoa hồng này này, cái hoa hồng 8% này hôm trước có phân tích cả trên video ấy, là được là 50%, tức là ví dụ như F1 là được 8 thì còn 4 ấy. Nhưng mà không phải, bởi vì mình cũng chưa hiểu hết được cái ý của nó. Nhưng mà hôm vừa rồi thì F1 đã chưa kịp đầu tư và giới thiệu cho người khác đầu tư thì vẫn nhận được 8% bình thường. Chính vì vậy là người nào chưa có tiền đầu tư thì tham gia vào đây vẫn có được tiền để chúng ta đầu tư. Vậy thì có người sẽ bảo là thế thì vào đây không làm cái gì mà chỉ cần giới thiệu người có đầu tư, vậy thì cũng giống như là cái đơn vị môi giới ấy, họ có mua cổ phiếu của công ty đó đâu, đúng không? Các cái công ty môi giới đó, họ có mua cổ phiếu công ty đó đâu, nhưng mà họ giới thiệu ra nhà đầu tư đi mua cổ phiếu của công ty đó thì cái công ty chủ bán kia phải trả tiền cho cái người môi giới đó. Thì cũng giống như vậy thôi, chúng ta tham gia vào đây là thành viên của Godbot, chúng ta giới thiệu được người đầu tư vào công ty Godbot thì Godbot còn phải chi tiền trả chúng ta. Cho nên cái câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư Việt Nam hay hỏi nhất là thế thì vào đây không làm gì có tiền, nếu như ông không làm gì thì ông không thể giới thiệu cho người khác, và ông có công giới thiệu người khác thì công ty sẽ phải trả tiền cho ông. Và cái tiền này như mình lúc nói lúc đầu là nó sẽ trích từ cái phần tiền là chi phí, giống như công ty đang phải trả tiền cho công ty môi giới, cho nên nó là một điều rất đương nhiên, nên chúng ta không phải băn khoăn điều này đó. Chúng ta phải phân tích rất là sâu như vậy cho đối tác của chúng ta hiểu đấy, và các cái câu hỏi vì sao nó sẽ không còn nữa. Tiếp theo là cái phần đường danh tiếng, thì khi mà chúng ta đạt các cái mức này ở các công ty ấy, chúng ta mua cổ phiếu của bất kỳ công ty nào, chúng ta mua một gói bất kỳ của công ty nào và nhà đầu tư của chúng ta đầu tư trong tất cả các công ty đấy, khi đó công ty nào nó được một 50 gói, tức là 500 cổ phiếu ấy, thì chúng ta sẽ nhận được 1.000 điểm thưởng đấy. Và khi mà chúng ta nhận được cả bốn công ty này ấy, thì chúng ta sẽ lên level 1. Như hôm trước là phân tích là được là lên level 1 thì mình là đã bị có sự sai sót với mọi người, nhưng mà đến bản thân mình hôm nay đã nhận được như thế này rồi thì mình mới thấy được đấy, vì chúng ta vẫn đang vừa làm và vừa nghiên cứu thêm. Đây đây là cái chỉ số báo level, khi chúng ta phun lên đây nó sẽ là level 1 đấy, khi phun lên nó sẽ là level 1 đấy. Nhưng mà trong cái quá trình chưa lên được level 1 đấy, chúng ta đang tăng level 1 đấy, chúng ta vẫn nhận được các điểm thưởng là bình thường. Và hôm nay làm cái công ty về rác thải là đã trăng và đã bấm vào đây đã nhận được là 1.000 điểm thưởng rồi, đã nhận được 1.000 điểm thưởng rồi. Đây đây là bình thường là nhà đầu tư tham gia thì tổng hoa hồng về điểm thưởng nó mới chỉ là 1.017 thôi, nhưng mà hôm nay được nhận vào nó là đây là 2.017 điểm thưởng. Đấy là chính từ cái phần thưởng danh tiếng đó. Khi chúng ta cứ công là được chúng ta chớm vào, chúng ta nhận 1.000 điểm thưởng là được 5% một lần này là 5%, là vòng như là 5%, vậy thì bốn lần như này được là 20%. Đấy, bốn cái này là 20%, vậy thì tương đương là một một level ấy, một level ấy nó sẽ là 5 lần của cái vòng này, 52% mà đúng không? Đấy, nên là cái này dần dần chúng ta mới nhìn ra là cái công thức của nó làm rất là chặt chẽ, không đơn giản để nhận được phần thưởng của họ đâu. Đấy, nên lúc đầu thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản à, có thể là 4 5 2 này cái chớp bắt đầu lên đó là sẽ chạm lên level 2 đấy, là lên level 1 xong lên level 2 đấy. Đây nhưng mà chúng ta cũng không cần quan tâm lắm đến cái này, bởi vì cái này nó là phần thưởng phụ thôi. Đấy, tất nhiên có làm thì phải có hưởng,
Nhưng mà để thưởng hưởng cái thưởng này nó cũng không hề đơn giản đâu, óc bố lắm. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là người ta treo, cứ treo giải thưởng lớn chúng ta ham. Ở đây người ta đang tập trung vào cái giá trị là cổ tức của chúng ta hàng tuần, cho nên những cái vấn đề thưởng là nó chỉ là phụ thôi. Đấy. Nhưng mà chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn có thêm thu nhập. Đấy, mọi người hiểu được như thế. Thì cái video chính sách đó là mình đã phân tích cái chỗ đó, là nó có cái phần nó đã bị khác biệt, và chúng ta bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển dần ra rồi. Thì có thời gian thì mình sẽ làm lại cái video khác và mình sẽ đưa lên đây. Nhưng nếu như trong thời gian mà chưa có một cái video khác đưa lên đây, chưa có một cái video khác đưa lên đây á, thì các anh các chị hãy truyền đạt lại những cái mà mình ngày hôm nay mình đã nói cho mọi người, cho tuyến dưới của mọi người, cho anh chị em mọi người hiểu. Bây giờ một người có nhiều lắm với 20 người em một thôi, chúng ta có thể nhắn tin riêng cho họ hoặc gọi điện cho họ, mỗi người chúng ta trao đổi lại 5 đến 10 phút để điện chính cho họ để họ hiểu. Xong rồi chính những cái người đó lại đi chia sẻ, gọi điện cho những người Xin chào tất đó cả các quý nhà lại đầu tư. cái gì mà mình đã được thấy cái sự thay đổi đó cho F1 của mình. Đấy là cách chúng ta truyền tải thông điệp tốt nhất. Và rồi đến cái người cuối cùng người ta hiểu được rồi thì người ta tư vấn được khách hàng. Chứ còn cái video này thực ra nó cũng chỉ là làm để tô màu thêm thôi. Đấy, hoặc là để mình hút người trên 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 YouTube thôi. Chứ còn với anh em như này chúng ta hiểu được. Chứ cũng chẳng cần phải đến ngồi nghe cái video phân tích này đâu. Đấy, nhưng mà mình làm như vậy để mình truyền tải cái thông điệp đó ở trên YouTube. Đấy, mà không có những cái video này nó thẳng luôn là sẽ không có 170 con người nằm ra đang ngồi với nhau ở đây. Đúng không? Hướng dẫn đăng ký thì nó khá là đơn giản. Đúng không ạ? Chúng ta biết rồi. Hướng dẫn đăng ký thì cái này đăng ký nó rất là đơn giản thôi. Ở đây đã có hình minh họa rồi. Đây. Đầu tiên là chúng ta bình thường ấy, thông ra tham gia các cái dự án ấy, thì chúng ta phải vào trong tài khoản này. Chúng ta vào tài khoản chúng ta lấy link. Ví dụ như một người A nào đó giới thiệu là em ơi đăng ký chị với, vâng chị ơi chị đợi em lấy cái link, thì chúng ta phải đè vào này chúng ta lấy cái link, đúng không? Nó có thể là mất rất nhiều thao tác, thậm chí vào lúc nghẽn mạng cũng vào được. Thế nhưng đến anh chị em khi tham gia vào Blackboard thì mọi người đã có được cái công cụ. Chúng ta chỉ cần lưu cái đường link của chúng ta vào trong cái phần truyền file này, truyền file của điện thoại, máy tính cũng có truyền file và điện thoại cũng có truyền file nhé. Chúng ta chỉ cần lên cái phần thanh tìm kiếm này, chúng trên điện thoại gọi cái chữ truyền file, còn trên máy tính thì nó cũng có, chúng ta ghim nó vào đằng đầu đây, thì chúng ta chỉ cần gửi cái đường mà chúng vào đây, chúng ta lưu ở trên Zalo như này, những cái tài liệu nào nó quan trọng chúng ta lưu ở trên Zalo như này, đây những cái đường link quan trọng của chúng ta đó, cá nhân của chúng ta đó, chúng ta lưu trên Zalo, chúng ta để ở đây được chưa. Và khi nào có khách hàng cần alo chị ơi em đang muốn tìm hiểu, ok bấm vào chia sẻ đúng không? Đấy, và chúng ta chia sẻ cho người ta nó rất là nhanh. Đấy, chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đó là cái cách mà chúng ta làm việc đã tốt, đã để trang bị cho mọi người rồi. Và mình cũng nói thẳng luôn là không có cái dự án nào mọi người tham gia mà được trang bị rất là kỹ lưỡng như dự án này đâu. Khi ở trên cái trang này mọi người vào thì khách hàng vào thì cần bấm cái nút đăng ký này thôi. Đấy, là đã có thể đăng ký được rồi. Đúng không? Đấy. Đoạn này là dẫn tới link của mọi người rồi. Rồi đến đây là hướng dẫn để mà tải tài liệu rồi là xác minh đã ghi rất là rõ ràng đây, nhập cái gì nhập ra làm sao. Đấy. Đây ảnh đây, chỗ nào để tải ảnh đại diện, chỗ nào để tải ảnh chứng minh thư. Đấy, đã ghi rất là rõ ràng, rất là chi tiết rồi. Chúng ta không chịu tìm cũng không chịu nghiên cứu nhưng chỉ thích hỏi thôi, càng hỏi nhiều thì càng dễ sập bẫy thôi. Vậy nói thẳng luôn, hỏi nhiều bao nhiêu thì mình càng lộ ưu điểm của mình ra bấy nhiêu, và càng lộ ưu điểm của mình ra thì càng dễ bị người khác bắt hốt. Đấy là nguyên tắc trong đàm phán, trong việc chốt đơn. Bạn càng hỏi người khác bao nhiêu thì bạn hỏi là bạn không biết, mà bạn không biết thì bạn đang cần người khác cho cái bạn biết, tức là bạn đang nói người ta cho mình ăn thì đương nhiên người ta cho mình ăn cái gì thì mình sẽ ăn cái đó. Chính vì vậy mà bạn càng hỏi bao nhiêu thì bạn càng lộ cái ưu điểm của bạn ra bao nhiêu. Và rất có thể rằng là bạn sẽ không ăn được cái ngon, có thể bạn sẽ ăn được cái độc. Cho nên là nó là ăn cam hơn quýt lúc này của nó. Bạn cứ thích hỏi rồi, cứ thích la và hỏi rồi, không chịu nghiên cứu, không chịu động não thì sớm muộn thì các bạn cũng sẽ dính dính bởi người khác. Bởi vì mình hỏi bao nhiêu thì mình sẽ bị lộ ra điểm yếu của mình bấy nhiêu. Bình thường cứ bảo là không có thời gian hỏi cho nhanh,
mình đã thắng luôn. Các bạn có thời gian đi chỗ họ, thời gian đi chỗ kia, có thời gian xem TikTok, xem Facebook hay là xem các thứ. Tại sao cái lúc này mình không tập trung vào mình nghiên cứu, mình hỏi, mình cứ phải hỏi chỗ nọ chỗ kia đúng không? Đấy, chúng ta phải thay đổi một chút, và chúng ta thay đổi cho chúng ta là chúng ta sẽ thay đổi cái hệ thống cho anh em đi cùng của chúng ta, và chúng ta sẽ thay đổi cho chính con cái của anh với chị luôn. Em nói luôn, em là một trong những người mà đang tư vấn về lĩnh vực, trong lĩnh vực về giáo dục nuôi dạy con. Ở đây, trong đây có anh Viên, là người anh em với em, hai anh em đang rất là hỗ trợ cho về chuyên gia đào tạo về lĩnh vực giáo dục nuôi dạy con. Bố mẹ như thế nào thì con cái nó sẽ như thế đó. Cái điều này nó hơi ngoài luật một chút. Tức là cái cách anh chị làm việc như thế nào thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến con cái anh chị như thế. Cho nên đừng có nói rằng là các anh chị tốt hay không tốt, con anh chị sẽ là các anh chị không tốt thì sau này con anh chị tốt, không có đâu. Cho nên cái cách anh chị làm như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến người làm việc với các bạn, đối tác các bạn, và cũng sẽ ảnh hưởng đến chính cái môi trường sinh hoạt gia đình của mọi người, và cũng sẽ ảnh hưởng chính đến tương lai của con cái em, các anh các chị. Điều này nó rất là thực tế, em rất thực tế, không phải em dạy mọi người đâu, nhưng mà nó cực kỳ thực tế. Một năm em đã tiếp xúc với hàng trăm, hàng nghìn hộ gia đình có con giống như anh chị này. Đấy, thì tất cả những cái này trên trang web này nó đã có. Đấy, và đã trang bị cho mọi người. Có cả đường dẫn tới lại văn phòng của công ty, rồi dẫn tới Zalo của mọi người. Rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Tên miền cũng mua tên miền chống con, tất cả mọi thứ cho mọi người. Đấy, rất là chuyên nghiệp. Thì mọi người chỉ cần xem từ đầu đến cuối thôi là mọi người đã có thể có tất cả các câu trả lời rồi, không cần phải hỏi ai cả. Và cũng không cần phải quan tâm rằng cái người giới thiệu cho mình cái đường link này á, là người đó có kinh nghiệm, có kiến thức hay không. Nếu như mình tự làm thì mình có khuyên mọi người nhắn lại một câu như thế này: em tin là cái với khả năng và kinh nghiệm của anh trong lĩnh vực đầu tư về cổ phiếu chứng khoán thì anh có thể kiểm tra hết cái thông tin trên đây giúp em và anh sẽ có câu trả lời. Em tin là anh sẽ làm được. Mọi người cứ nói đúng như vậy. Những người mà cứ hỏi rằng là cái này nó không có thực tế, hay là cái này cổ phiếu quá cao, hay là công ty này nó không có thật, hay là công ty quá phát này nó là ảo, hay là nó giống quỷ thác ấy, thì mọi người chỉ cần đưa cái đường link này cho họ và chỉ cần nhắn lại đúng như này một câu cho em: anh chị, em tin là với kinh nghiệm và kiến thức của anh các chị thì sau khi xem xong tất cả các thông tin ở trên cái website này, có tổng hợp thông tin về công ty, về mô hình, về pháp lý, thủ tục pháp lý, về chính sách hoạt động, về cái cách thức chi trả cổ tức, thì anh chị sẽ có được câu trả lời chấm thứ dòng: em tin là anh chị sẽ làm được. Mọi người cứ tin họ đi, đừng có cãi cố họ làm gì cả. Đấy, mọi người hiểu không ạ? Mọi người cứ tin họ đi, bởi vì rất có thể trong đó có những người họ kiến thức, có kiến thức hơn mọi người rất là nhiều ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng họ là một người biết về bắt cót sau anh các chị. Chính vì thế các anh chị chỉ cần nói là: em tin là, em nghĩ rằng là với kinh nghiệm và kiến thức của anh chị thì sau khi anh chị xem hết các thông tin ở trên cái website này, có đầy đủ thông tin hồ sơ pháp lý ở trên đó, thì anh chị sẽ có câu trả lời: em tin là anh chị sẽ làm được. Thì lúc đó cái câu mình nói là cái câu giúp cho người ta dành thời gian nhiều hơn để nghiên cứu, và cũng là cái câu mình đang đề cao họ lên để cho họ thấy được rằng là cái thằng này nó đề cao mình như vậy thì tại sao mình không nghiên cứu, tại sao mình lại không nghiên cứu, nó nghĩ rằng là mình làm được, tại sao mình không làm. Cái tính hiếu thắng của con người nó bắt đầu nó trỗi dậy, và lúc đó bắt buộc họ sẽ xem. Và mục đích của anh em mình ở đây là gì? Dự án của tất cả những người đã tham gia cộng đồng Pháp là gì? Mục đích của chúng ta đang rất thành công đến ngày hôm nay đấy là giúp cho nhiều người thật sự hiểu khi xem hết cái website này. Chính vì vậy khi chúng ta làm như vậy, tất cả những con ngựa hữu thắng kia bắt buộc sẽ phải xem hết website này, và khi xem hết rồi họ sẽ hiểu, họ sẽ có câu trả lời. Và sau khi có câu trả lời rồi thì chắc chắn một điều rằng họ sẽ hành động, cái việc hành động như thế nào để cho họ mà lúc đó nó không có, là cái cách tốt nhất để giúp cho một người khi chúng ta nhắn tin cho một người.
muốn nói cho mọi người là cách chúng ta tư vấn và gọi điện cho người khác, các chị phải tự tin lên và gọi. Rồi. Thì khi mà chúng ta tư vấn bằng, vẫn tiếp tục vấn đề là khi chúng ta tư vấn bằng điện thoại á, thì nó mới thể hiện được cái sự hiểu biết thực sự của dự án, và lúc đó mới chứng minh được một điều là chúng ta hiểu về dự án nó như thế nào. Tất cả khi mà chúng ta truyền tải được cái thông điệp đến với khách hàng bằng cuộc gọi điện thoại á, thì cái người khách hàng, cái người đối tác, cái người mà chúng ta giới thiệu giá, họ sẽ hiểu được là cái khả năng của chúng ta đâu, họ sẽ quyết định theo chúng ta hay không. Tại sao có một số anh chị em khi tham gia vào cùng ở đây họ lại quyết định tham gia cùng với em nhiều hơn? Bởi vì họ nghĩ rằng là em chia sẻ như vậy thì đương nhiên em sẽ hiểu về dự án nhiều hơn. Thế nhưng mà không phải, ở bên dưới mình có rất nhiều anh chị em cũng đã hiểu được dự án rất là tốt rồi. Thế nhưng mà ban đầu người ta chỉ cần quan tâm cái điều đó thôi, người ta chỉ cần quan tâm là chắc ông này là hiểu hơn. Vậy thì tất cả anh chị em chúng ta cũng vậy thôi. Em nói không phải riêng gì để các anh chị làm quá tốt cho nó tốt, mà các anh chị có thể làm tất cả dự án nào cũng vậy thôi, hay công việc gì cũng vậy. Các anh chị phải tập trung thời gian là nghiên cứu và thực hiểu về cái mà các anh chị muốn trao đổi với người khác. Thì khi các anh chị trao đổi một cách lưu loát với bên cái mà các anh chị muốn truyền tải đạt công việc cho họ, thì đương nhiên khách hàng của họ, khách hàng của mình, họ sẽ theo, họ sẽ mua hàng của chúng ta, họ sẽ quyết định đi theo chúng ta. Đấy. Không riêng gì về cái này, hôm nay mình chỉ lấy WhatsApp ra làm một ví dụ thôi. Vậy thì ví dụ như bây giờ chúng ta tư vấn được WhatsApp cùng các khách hàng, khi chúng ta alo một phát rồi, thì bây giờ em sẽ nói cho các anh chị biết được rằng WhatsApp là một công ty như nào. Chúng ta sẽ giới thiệu rằng WhatsApp có chi nhánh ở đâu, có văn phòng ở đâu, đấy, thành lập từ khi nào, hoạt động trong lĩnh vực gì, mô hình kinh doanh của nó là gì, bốn công ty con của nó là đang hoạt động trong bốn lĩnh vực gì. Đặc biệt là hiện tại thì WhatsApp đang hoạt động theo mô hình P2C. Chúng ta bắt đầu phân tích cái tổng hàng của khách hàng để khách hàng hiểu được rằng là như anh chị biết được rằng mô hình công ty cổ phần hiện tại thì có 3 cách để gọi vốn. Một là huy động vốn cộng đồng trước IPO, từ ý tưởng đến khi khởi nghiệp người ta sẽ đổi cái khoản tiền vay bằng cổ phần, đến khi công ty thành công thì sẽ trả bằng cái giá trị trên sàn chứng khoán. Hai là đưa công ty lên sàn chứng khoán. Vậy thì đưa lên sàn chứng khoán lúc này nó lại tiếp tục đưa ra hai vấn đề tiếp theo, một là cái mặt lợi và hai là cái mặt hại. Thế cái mặt lợi của nó là có thể trở thành một công ty đại chúng, có thể mang được cái sản phẩm họ vươn tầm xa hơn, và họ có thể huy động vốn được rất nhiều từ cái cộng đồng ở trên cái sàn chứng khoán đó, và có khả năng tăng cái vốn hóa của công ty lên, đấy, giúp cho công ty có nguồn vốn tốt hơn. Thế nhưng mà nó lại có lại một cái mặt trái của nó, đấy là công ty sẽ bị chịu tác động bởi biến động của thị trường giao dịch tình hình chung, thậm chí là của toàn cầu ra, hay những cái thông tin nhiễu gây nhiễu cho công ty và có thể khiến cho công ty đó bị mất giá trị, hoặc là tác động chung giống như bây giờ chúng ta lấy luôn ví dụ là cái đại dịch Covid vừa rồi, nó đã làm cho thị trường giao dịch chứng khoán toàn cầu ngừng giao dịch 15 phút. Chúng ta lấy rất rõ những cái thông tin đó cho khách hàng, thì đương nhiên kể cả một người am hiểu trong thị trường chứng khoán, người ta cũng sẽ đồng ý với quan điểm của chúng ta. Vậy thì bây giờ chính từ những cái vấn đề đó, một công ty muốn bán cổ phần trên sàn chứng khoán thì phải thông qua sàn chứng khoán và phải ký quỹ sàn chứng khoán đó. Đấy. Và phải thông qua một công ty môi giới thì mới truyền tải được cái thông tin của công ty của mình đến với lại khách hàng. Và công ty chủ quản là công ty bán cổ phần kia sẽ phải trả một khoản tiền môi giới cho đơn vị môi giới và cho sàn chứng khoán để tiếp cận được cái hàng C kia. Đấy. Vậy thì bây giờ khách hàng muốn mua được cổ phiếu của công ty A đó thì cũng phải mất một khoản chi phí cho cái đơn vị giao dịch chứng khoán trung gian. Đó là một khoản tiền thất thoát và mất đi. Cái tiền nó lấy từ đâu? Cái tiền nó sẽ lấy từ chính lợi nhuận công ty. Và sau khi trừ tất cả các phần đó đi rồi thì sẽ còn ra lợi nhuận dòng, và chúng ta, người mua được cổ phiếu sẽ được nhận được cổ tức cao hay thấp sau khi trừ chi phí. Đấy. Vậy thì tập đoàn WhatsApp đã nhìn thấy được cái vấn đề ở trong cái vấn đề môi giao dịch cổ phiếu truyền thống như vậy, và WhatsApp không muốn bốn công ty con của mình có thể bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề đó, và họ muốn mua trực tiếp cái cổ phần của công ty của họ đến tay người tiêu dùng, đến tay khách hàng luôn, đến tay cổ đông luôn. Vậy là cái mô hình P2C này ra đời.
Đấy. Và cái mô hình này chúng ta lại lấy một cái dẫn chứng nữa, đây là giống như là một công ty cổ phần nào đó như bên cạnh nhà chúng ta thôi. Họ là một công ty cổ phần có thể cực kỳ là phát triển, có rất nhiều cổ đông, 10, 20, 100, 200, thậm chí 1.000 cổ đông. Nhưng công ty đó không bao giờ giao dịch sản phẩm chứng khoán. Cái vấn đề này mình sẽ cho họ nhìn thấy là có đúng hay không? Chắc chắn là họ sẽ nhìn thấy đúng rồi, bởi vì có rất nhiều công ty cổ phần, họ làm gì có niêm yết đâu. Đúng không ạ? Vậy nó vừa khiến cho họ đồng ý với cái quan điểm của chúng ta, vừa giúp cho chúng ta giải quyết luôn cái câu hỏi là nếu như người ta có khả năng, người ta hỏi đó là tại sao không nhìn thấy công ty này trên sàn chứng khoán. Đó, cái ví dụ đó của chúng ta sẽ khiến họ đồng ý, bởi vì họ nhìn thấy thực tế. Cái là đọc luôn cái câu hỏi mà họ có khả năng hỏi đó là tại sao không thấy công ty này được chứng khoán. Thế nhưng công ty này có đăng ký chứng khoán. Và người ta sẽ hỏi rằng đăng ký như nào luôn, mà nhanh đấy, cổ tức như thế nào. Lúc này người ta sẽ nói rằng là có người đọc cẩn thận, người ta hỏi thế cổ tức như vậy có cao lắm không. Xin thưa rằng là nó là không bao giờ là cao. Có rất nhiều công ty chi trả cổ tức 2 tháng một lần, 3 tháng một lần, hoặc là 1 năm 2 lần. Một lần người ta chi trả lên hàng một vài trăm đô, hoặc là 4 năm 60 đô, là chuyện rất là bình thường. Bởi vì sao? Anh có thể nhìn vào cái báo cáo tài chính mà em sẽ gửi cho anh tới đây, anh chỉ nghiên cứu kỹ đi, có báo cáo tài chính anh nhìn xem là liệu lợi nhuận của 4 công ty này nó có đủ khả năng chi trả cổ tức như thế hay không, thì họ sẽ xem. Lúc này họ sẽ tò mò hơn rồi, họ sẽ xem đấy. Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta chỉ cần tư vấn như vậy thôi, phân tích đúng cái đoạn đầu này này, phân tích cái đoạn đầu này cho họ đấy, cái đoạn từ giới thiệu về công ty và mô hình của công ty thôi. Và 4 công ty con của chúng ta có báo cáo tài chính rồi, là khách hàng của mình, dù có khó đến mấy họ cũng sẽ xem hết công ty. Và đó mới là những người thực sự quan tâm đến cái cơ hội này. Còn những cái người mà cứ suốt ngày hỏi giống như kiểu căng ngán chạy bạn, chúng ta cũng đừng mất quá nhiều thời gian cho họ làm gì. Đấy là quý rất là thật, không cần chúng ta có phải đi tuyển dụng một cái gì đó ồ ạt giống như rất nhiều những cách khác. Chúng ta ở đây là chúng ta mang cái giá trị thực sự này cho cái người mà chúng ta muốn cho, chứ không cần phải là chúng ta phải đi tư vấn quá nhiều, giới thiệu quá nhiều, nhảm chẳng giải quyết được cái gì cả. Mà chúng ta không giải quyết được các câu hỏi của những người đó rồi thì họ sẽ cho rằng chúng ta giống như những cái khác đó, chúng ta chẳng có gì thay đổi cả, chúng ta cũng giống như kiểu đầu tư lấy lãi thôi. Bây giờ các anh các chị mua cổ phiếu của Vingroup, cái mục đích là gì? Mục đích là chờ mong cho khả năng tăng trưởng của nó để nó tăng giá lên. Mục đích đó là công ty của Vingroup nó làm phát triển, chúng ta nhận được lợi nhuận từ cổ tức một tháng một lần, hoặc một quý một lần, hoặc một năm một lần. Thế không đầu tư lấy lãi thì đầu tư lấy cái gì, đúng không? Đấy, chúng ta phải đầu tư thực sự để chắc như vậy. Và các anh các chị làm nghiệm lại cái bước này, nghiên cứu tất cả những bước này cho em rồi thì không ai có thể nói anh các chị đang tư vấn một cái dự án ma nào cả. Ma hay không, bây giờ em sẽ trách tiếp cho mọi người xem. Thứ nhất, đây là một cái trang về cơ sở dữ liệu toàn cầu. Đây là một cái trang về cơ sở dữ liệu toàn cầu nhé. Cái này là chính công ty đưa thì em mới biết thôi, chứ không phải là bây giờ trước khi check công ty thì mình sẽ check cái khác trước để cho mọi người thấy được rằng là nó thực sự là công bằng. Đây, mọi người đã đọc rõ không? Cơ sở dữ liệu mở lớn nhất của các công ty trên thế giới. Cái này là nó cực kỳ là công bằng và đấy luôn, chứ không còn là một cái gì đó gọi là úp mở hay là phải đưa lên một cái gì đó của riêng công ty nữa, mà cái này là của toàn cầu. Bây giờ nhé, bây giờ em sẽ tra một công ty của Việt Nam. Đấy, em nào mà trong công ty con của tập đoàn FLC, em sẽ gõ công ty của tập đoàn FLC của anh em. Đây, công ty anh nha. Chúng ta thấy chọn Việt Nam thì sẽ có Việt Nam, chúng ta chọn Hoa Kỳ thì nó ra Hoa Kỳ. Đây, mọi người nhìn thấy nha, công ty này có trụ sở này, để bấm lên cho mọi người xem.
ngay bên cạnh nhà em luôn, em ngồi đây là nhìn thấy luôn. Trong nhóm chúng ta đây có thành viên là đến nhà em chơi 25 bit trước nhà em luôn. Đây là công ty của em, hiện tại giá đang niêm yết trên sàn chứng khoán là 140 mấy nghìn, 41, 42 hay 44 nghìn nữa đấy. Đây người nhìn thấy chưa, có địa chỉ này đấy, địa chỉ bên cạnh nhà em luôn này đấy. Vậy thì bây giờ đây các cái thông tin về về giao dịch này. Bắt đầu từ cái gì đó đấy, có hết người đứng đầu và cái gì đó. Tiếp theo này chúng ta sẽ gõ tiếp là công ty khác này, ví dụ như là công ty đấy. Đây nó ra luôn này đấy. Mình muốn kiểm tra công ty nào thì chúng ta phải công ty đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta có thể kiểm tra được những công ty mà chúng ta đang nhìn thấy được đúng không? Nó đúng là như vậy rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu kiểm tra đến công ty của chúng ta, cái công ty mà chúng ta muốn làm việc. Bắt đầu chúng ta sẽ tìm đến văn phòng đúng không ạ? Đấy. Chúng ta viết chính xác thì nó mới ra nhé. Em viết sai chữ Watford. Thì ở đây vì là mình đang tìm kiếm ở toàn cầu thì nó sẽ ra rất nhiều những công ty mà nó tương tự như vậy. Thì chúng ta biết là công ty Watford của chúng ta là đăng ký ở Washington, chúng ta bấm vào cái phần Washington này này, nó sẽ ra này. Đó. Thì chúng ta nhìn thấy này, có ngay luôn đúng không ạ? Có nhìn thấy này, mọi người nhìn thấy không ạ? Tòa nhà Columbia đúng không? Đấy. Chúng ta kích vào. Đặt người đi ăn đây. À. Đây. Thế đây có đúng là tòa nhà Columbia như như những gì mà công ty cung cấp không? Có đúng đúng không? Địa chỉ đúng không? Ta xem luôn trên cái trang của chúng ta cũng có để rất là rõ ràng. Đây đúng không ạ? 717015. Đấy, ABI này, CAT là tiếng Anh em không biết đọc. Một tiếng Anh thì này không. Đây, đúng là như vậy đúng không ạ? Đấy. Thành phố đây. Của Washington đây. Đấy. Không thiếu một cái gì, đúng không ạ? Nhà thành lập, tên người điều hành đấy, đăng ký tại đây, chúng ta dịch nó lên đây, giám đốc điều hành bên trên Watford đấy, trang web đăng ký là cái trang này là của bên Hoa Kỳ đây đấy. Báo cáo ban đầu là ngày 9 tháng 10 năm 2019, giấy chứng nhận là ngày 28 tháng 8 năm 2019. Mình có hỏi công ty là tại sao thì giấy đăng ký kinh doanh của họ là 151 thì nó quy định ở bên đây là 1 năm phải đăng ký là 1 lần. Đấy. Cái điều này thì tao hỏi đấy đây à, thế có phải là mình tra ở trên đây nó rất công bằng đúng không ạ? Tiếp theo này bây giờ chúng ta tra một công ty con đi, tên của cái công ty về điện năng lượng gió nhé. Đây chúng ta lấy tên công ty này, đó là New Medium đây, chúng ta copy vào, chúng ta lại vào đây, chúng ta dán vào đây, tích cái chỗ bỏ đi, đấy, chúng ta tìm, đây,
Hoa Kỳ này, ở Colorado, Hoa Kỳ, được chưa? Đấy, có ra đúng địa chỉ này, đấy, đăng ký này, số đăng ký ở đâu này, người đại diện này, đấy, chúng ta có thể xem rất là rõ ràng. Tiếp theo là chúng ta lại muốn đăng ký năm 2017 này, đăng ký năm 2014 này, có hết. Thì chúng ta lại muốn thêm tìm thêm là ví dụ như là công ty về xử lý rác thải đi, khai thác vàng nhé, công ty khai thác vàng. Mình phải lấy chính xác cái tên của nó để mình tra thì nó mới chính xác được. Đáng nào gọi điện nói công ty này em nhớ tên. Tên nó vì cái đăng ký là mình phải đăng ký chính xác thì nó mới ra được đúng như cái đăng ký kinh doanh. Em lấy cái tên của công ty. Đây. PTI. Để vào Úc. Đây, đấy, chúng ta tìm đúng ở Úc thì chúng ta ra đúng công ty này luôn. Đấy. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có thể tìm tất cả những công ty khác mà hiện tại công ty con chúng ta. Đấy, đơn giản rằng Watford công bố rằng là bốn công ty mà chúng ta không có đủ kiên nhẫn chúng ta xem hết bốn thì chúng ta xem hai công ty chứng tỏ là họ là gì? Họ rất là minh bạch, họ rất là công bố thông tin rất là rõ ràng. Đấy. Và tất cả những thông tin của họ là những công ty có đăng ký kinh doanh bình thường và có được cơ sở dữ liệu toàn cầu là thu thập được thông tin rồi. Chính vì vậy cái mà chúng ta cần đấy là Watford nói có đúng hay không, nói là đúng đấy. Thế thì bây giờ tất cả những cái này sau này ví dụ chúng ta đi làm offline, chúng ta offline cho khách hàng, những ai làm offline cho khách hàng, chúng ta có máy tính, chúng ta có điện thoại, chúng ta không phải lôi tất cả những này ra, chúng ta không phải nói nhiều đâu, không phải tư vấn quá nhiều đâu, chúng ta chỉ cần đưa cái này cho khách hàng người ta xem thôi, dẫn chứng cho người ta xem thì người ta sẽ có quyết định cho họ. Còn nếu chúng ta tư vấn online thì chúng ta có thể là dùng dùng Zoom này hay là dùng Tam View, Ultra View, chúng ta làm cho người ta xem, điện thoại cũng có thể Ultra View được đấy. Chúng ta vừa Ultra View, vừa Tam View, chúng ta vừa có thể là gọi điện thoại, chúng ta có thể chứng minh cho khách hàng. Chúng ta có thể mất một ngày làm việc với một khách hàng nghiêm túc còn hơn là mỗi ngày nói chuyện với 10 người mà người ta không nghiêm túc đấy. Có thể giúp cho một người người ta thực sự hiểu, giúp cho người ta có thể đầu tư đúng vào một công ty có giá trị, thì có phải rằng là tất cả những cái đó nó mang lại giá trị và cái người người ta được nhận giá trị đó người ta mới cảm ơn mình.
còn mình cứ đi gieo giống như kiểu là đi vải vải thóc ra bất kỳ cái đất nào mình vải thì cái hạt giống liệu vẫn ra đáy mầm được không, đúng không? Đấy, chúng ta làm đúng như vậy, công thức chuẩn như vậy, đó, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta làm việc nó rất là nhàn. Cho nên tại sao bây giờ các anh các chị bảo là mấy một thời gian vừa rồi em cực kỳ là bận với việc là set up cho mọi người, thế nhưng một ngày em vẫn tư vấn cho mọi người trên nhóm, em vẫn tư vấn cho chính đội nhóm của các anh các chị mà em vẫn có được hệ thống. Đấy, hệ thống của bản riêng bản thân em cũng không phải là của riêng các anh các chị nhé, không phải là tất cả anh các chị ở bên dưới mà của riêng em, và thậm chí là còn cả bên dưới em nữa là đều có cả. Đấy, thế bây giờ tổ chức người vẫn giúp mọi người mua gói vào gói bình thường linh hoạt tất cả mọi thứ, chưa sai sót một cái gì xảy ra đấy. Đến thời điểm hiện tại có hai người chuyển khoản cho mình, một người bên Hàn Quốc và một người Hàn Quốc, là chuyển khoản nó 50 tỷ lây là chưa về đến tiền về tài khoản, còn lại tất cả mọi thứ nó trơn tru đấy. Và em vẫn có thời gian em sinh hoạt, em vẫn có thời gian em tư vấn cho các dự án khác của em hiện tại đang làm, vì ở đây anh em ai cũng có dự án khác, đúng không? Em vẫn đang điều hành một vài những dự án khác, vẫn có thời gian set up những cái video đấy, mọi người có thể xem ở trên YouTube kênh của em vẫn đang đăng video lên, vẫn có thời gian để xử lý một cái video dài đến một vài tiếng đấy. Trong thời gian em xử lý video đó em vẫn có thời gian để em tư vấn cho mọi người và gói cho mọi người. Cái cách ở đây nó vấn đề nó không phải là chúng ta làm như thế nào mà chúng ta có muốn để làm hay không, rồi thì chúng ta sẽ có nhiều cách để chúng ta phân chia cái thời gian như thế, và chúng ta tập trung được vào cái điểm mấu chốt đó và giúp cho những cái người đối tác hệ thống của chúng ta để chúng ta làm việc. Ở đây em đã đưa ra một cái mô hình về cái sơ đồ về về cái cách mà một tổ chức cho một nhóm đấy để vận hành, thì tất cả chúng ta đang ở trong cái nhóm này là cái nhóm quát khóc cộng đồng quát khóc của chúng ta, thì em tạo gọi là đồng quát khóc đấy. Thứ hai là người bảo trợ của mình với F1 của mình nó phải có một cái nhóm để truyền tải thông tin của mình đến với và nếu như có người bảo trợ của mình thì là càng tốt đấy, để hỗ trợ cho mình, có phải là bạn và bảo trợ của bạn và tất cả F1 của các bạn vào trong một cái nhóm để có thể trao đổi thông tin nhau và để bảo trợ tư vấn cho. Đấy, chúng ta làm như vậy, thành lập một cái nhóm chat. Đấy. Tiếp theo là từ mình xuống đến F1, xuống đến đội nhóm của F1 của mình, thành lập một cái nhóm. Đấy. Và nó ban đầu nó sẽ nhỏ dần dần, nó sẽ to lên dần dần dần, các anh chị sẽ đào tạo cho nhóm của mình giống như em đang đào tạo cho mọi người thôi đấy. Rồi tất cả chúng ta thành lập một nhóm chat, rồi chúng ta tập trung vào đây, như vậy là chúng ta sẽ có ba cái nhóm chat cho một người rồi, một nhóm với chính F1 của mình, một nhóm với toàn bộ các cái nhóm như thế này đấy. Và chúng ta khi cần tư vấn thì cái người đó gọi bảo trợ ra tư vấn cho một cái người mới, nó gọi là một cái nhóm hỗ trợ ba người tư vấn với nhau đấy. Bạn có khách, bạn đưa vào một nhóm ba người nhờ bảo trợ của bạn tư vấn cho bạn đấy. Chúng ta cứ làm như vậy, nó điều động như vậy, nó tạo thành cái mô hình, và cái mô hình này nó sẽ giúp cho tất cả mọi người chuyên nghiệp, và nó không phải chỉ là giúp cho mọi người ở cái dự án platform này mà nó phải giúp cho mọi người ở tất cả những dự án khác. Các anh các chị cứ làm đi rồi sẽ nhìn thấy được nó hiệu quả cực kỳ luôn, và nó cực kỳ chuyên nghiệp và nó không mất quá nhiều thời gian của mọi người đâu, có thể làm một ngày được rất nhiều việc đấy. Đó là những cái thông tin mà em muốn trao đổi cho mọi người ngày hôm nay, hầu như là tổng quan hết lại từ đầu đến cuối cho mọi người để giúp cho mọi người có một cái nhìn tổng quát nhất về cái dự án Watford và cái cách để chúng ta tư vấn cho khách hàng một cách trọng tâm, phân tích nhiều cốt lõi nhất để chúng ta phải làm được, là mỗi người một ngày chúng ta phải vào đây chúng ta xem, hoặc là chúng ta dành thời gian chúng ta nghiêm túc chúng ta nghiên cứu một hai ngày đi, không mất gì đâu, một hai ngày đầu đi, không sợ người ta làm hết phần đâu đấy. Chúng ta cứ tìm hiểu kỹ các cái này đi, đọc hết các cái thông tin này đi, check lại thông tin đi, ai chưa biết check chỗ nào nhắn tin cho em gửi link cho, kiểm tra hết lại đi, củng cố niềm tin của mình đi. Bản thân mình chưa tin thì mình chưa thể khiến cho người khác tin được, nhưng thực tế là mà nói rằng là mình không có trách nhiệm khiến cho bất kỳ một ai nào phải tin theo mình, nhưng mình phải giúp cho họ để làm sao họ có cơ sở để họ tìm ra niềm tin của chính bản thân họ mà thôi đấy. Đó là những cái thông điệp mà em muốn gửi tới cho mọi người. Đối với các anh các chị lần đầu tiên tham gia
tất cả những gì em nói đây là những cái muốn cung cấp cho các anh các chị, không có ý rằng là muốn nói rằng là WAP có một cái tập đoàn cực kỳ là tuyệt vời, tất cả mọi thứ đều tốt. Em đã luôn luôn nhắc cho nhóm rằng là nó rất rõ ràng có thể chiếm được niềm tin của cá nhân em lên đến 70%, nó vẫn còn khoảng 30% nữa. Đấy. Cho nên tất cả chúng ta đều phải tự suy nghĩ rất là kỹ vào và sẽ tìm ra được cái hướng đi cho mình. Rất nhiều anh chị đang đang tuyển dụng một cách điên cuồng, nhưng mà đến lúc đến cái đoạn khách hỏi không biết gì trả lời, trong khi đó trên này nó đã không còn trả lời hết rồi. Ví dụ khách hỏi là anh ơi, công ty này phát hành được bao nhiêu cổ phần, không biết được trả lời, trong khi đó nó ở trên này đâu có. Hay là anh ơi, cổ tức nó trả là bao nhiêu ngày một tổng cổ tức nó trả là một tuần là bao nhiêu đấy. Hay là cái đơn giản nhất là anh ơi, hôm nay cổ phiếu giá bao nhiêu tiền. Tại sao chúng ta đều có tài khoản, tại sao chúng ta không hỏi, chúng ta xem mà chúng ta cứ quen cái thói quen đi hỏi đó, đúng không? Chúng ta phải chuyên nghiệp như vậy đi, thì lúc khác tuyến dưới của mình sẽ làm chuyên nghiệp như vậy đấy. Cho nên là chúng ta ở trong cái này mình đã nói rất rõ là trên một cái tinh thần đấy là nghiêm túc, tuân thủ một cách được gọi là nghiêm túc đấy, kỷ luật với chính bản thân mình và nhân bản cái cách đó ra, thì chắc chắn rằng là anh chị sẽ có được một cái đội nhóm phát triển rất là tốt. Điều đấy, không lo là nó mọi người không phát triển được, bởi vì tất cả những cái chúng ta nhìn thấy nó là rất là tốt rồi đấy. Thế còn bây giờ người ta bảo là đây có phải là một dự án ủy thác hay không, ta nói thẳng mọi người rằng là mọi người tham gia các dự án kia nó mọi người còn chả biết công ty ở chỗ nào. Nó cứ nói rằng công ty ở Anh, mọi người không biết là giờ ở Anh nhất là một trong những cái nơi mà toàn công ty ma thôi, rất nhiều công ty ma là văn phòng rất đấy. Đó là những dự án đầu tư về token đấy. Mọi người cứ nghĩ là nó nói, cái người ta nói rằng là token là một trong những cái đồng tiền điện tử có thể nó ứng dụng sau này nó kia. Em xin thưa mọi người nha, 30 phút thôi, chính người Việt Nam mình ngồi 30 phút tạo ra một đồng token và đưa lên Ethereum. Cho nên đừng có nghĩ rằng là token là giá trị nha. Họ tạo một lúc một phát 30 phút vừa tư vấn, vừa làm video, giống như em làm video kia, vừa làm video, vừa viết code, vừa up lên Ethereum. Đấy, ra một cái đồng token ERC20 trong vòng 30 phút. Mất khoảng 1,7 e. Đấy. Cho nên mọi người đừng có nghĩ rằng là người ta cứ nói như vậy là mình tin và mình lao vào. Mình phải có chính kiến riêng của mình. Có người thì hỏi em là Tuấn ơi, bây giờ cái thị trường tiền điện tử này nó tiềm năng em có tham gia không? Đấy, hay là người ta biết em có thể biết một số cái này, người ta bảo là em có hiểu về cái này không, nói chuyện. Nhưng mà em nói thẳng luôn đó, em cũng dành thời gian nghiên cứu về tiền điện tử rất là nhiều. Và nó thực sự là cũng tiềm năng, nhưng không phải công ty nào cũng tiềm năng. Nó phải có hệ sinh thái của nó. Thế thì phải có chính kiến của mình. Thế mình phải đưa ra quyết định. À, nó cũng tốt đấy, nhưng mà em nghĩ rằng là nó em không thể chơi được đấy. Chứ không phải là người ta đưa cái dự án thì mình chơi, mình phải tìm ra được cái điểm đam mê. Em nói thật nha, khi mà tư vấn về lĩnh vực về bán hàng cái sản phẩm gì đó, hay là về có lĩnh vực gì mà tư vấn, hay là kể cả về lĩnh vực cổ phần, em đã nghiên cứu sâu rồi á, em đã tư vấn rồi á, ra được điểm yếu rồi á. Kể cả như cái dự án trước của em tư vấn, em nói dành thời gian em nghiên cứu thực sự từ 1-2 tháng rồi á, là em có đủ lập luận để em nói với mọi người. Bởi vì khi em tư vấn xong, em không bao giờ chốt rằng người ta có nên đầu tư hay không. Bởi vì câu trả lời sẽ để cho chính họ trả lời. Đó là một cách chốt treo đỉnh cao nhất mà em đã từng áp dụng, em đã rất thành công. Em xin thẳng thắn nói vậy. Bởi vì mình sẽ không bắt người ta phải theo cái ý mình, mà mình tư vấn để cho họ tự quyết định cái số phận của họ. Lúc đó nó tiềm ẩn cho con người của họ và họ sẽ đưa ra quyết định thôi. Tất cả những người đang tham gia với em đấy, em chưa chốt bất kỳ một ai nên đầu tư như nào, nhưng tất cả mọi người hoàn toàn tự nguyện. Và đó là cái cách mà anh chị phải học để tư vấn cho nhiều khác nữa, kể cả những người đang kinh doanh truyền thống hay là cái gì đó. Mình tư vấn đó là em xuyên rất là chân thành đấy. Mình phải trở thành, em còn nhớ là khi đi học của ai nhỉ, có thể Lộc hay ai nói rằng là khi mình làm một cái lĩnh vực gì đó, mình tư vấn lĩnh vực đó, thì mình phải trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Em không nhớ là của ai nói, nhưng mà hầu như các thầy cũng chưa dạy câu đấy, là mình phải trở thành một chuyên gia trong cái lĩnh vực đó. Thì khi mình trở thành một chuyên gia lĩnh vực, tức là mình tự tin về kiến thức của mình, thì mình luôn luôn ở cái tầm cao hơn khách hàng của mình, thì mình mới trị được họ. Còn mình ở cái tầm thấp hơn họ thì mình không bao giờ trị được khách hàng của mình. Vì bán hàng là gì? Bán hàng là phải bán được hàng,
là tất cả khách hàng dù họ giàu có hay không tôi không cần biết ông là khách hàng của tôi thì tôi phải bán được hàng cho ông, lúc đó là mình thành công và mình cao hơn họ đấy. Lĩnh vực nào thì nó cũng có áp dụng được như nhau cả thôi. Người ta nói rằng là kinh doanh truyền thống không thể áp dụng được mô hình kinh doanh thương mại MLM nào. Em làm trên lĩnh vực truyền thống em vẫn áp dụng MLM nào bình thường, em vẫn xây dựng một cái hệ thống ra để tiêu thụ sản phẩm đấy. Nói nhỏ một chút, hôm nay kế toán một tháng vừa rồi ngồi nhà kế toán được bảng lương vẫn có mấy triệu đấy. Đấy tức là mình đã phải tính đến những cái nước đó, mình hoàn toàn áp dụng được trong mọi lĩnh vực đấy. Nên là em rất là mong muốn mọi người là những người đã dành thời gian ra hôm nay, hôm trước cũng đã nghe một chút về cái tâm sự của em, hôm trước là cũng chỉ là tâm sự thì em hiểu biết thôi, em tâm sự cho mọi người nếu đó sau đó thì chia sẻ về những cái vấn đề khác thì em không không đi sâu, nhưng hôm nay thì hầu như cũng là tương đối đi sâu một chút tới tập đoàn, tới mô hình, tới các công ty ở cái hình thức này, và một chút trong đó nó có cái sự tầm nhìn trong cái lĩnh vực mà em dự đoán đối với công ty này, đó là sau khi huy động được khoảng tầm 50% số lượng vốn ở các công ty này, ví dụ như là của công ty Bominer là bán ra 30 triệu thì chỉ cần các công ty này bán ra khoảng tầm là 15 triệu thôi, 50% các công ty này thôi, thì sẽ có một công ty thứ năm xuất hiện. Đấy được anh chị mà xem, bởi vì nó huy động được, họ là có khả năng họ mua được 50% của các công ty này rồi á, thì họ sẽ mua, khi họ huy động vốn được thêm rồi họ sẽ có công ty thứ sáu xuất hiện ở đây. Người ta có nhiều người sẽ nói rằng là liệu ông Warren làm cái gì mà ông có nhiều tiền ông mua đấy. Em khẳng định rằng ở nước ngoài người ta làm việc chưa chắc người ta có nhiều tiền nhưng người ta làm được, bởi vì nhiều khi có những cái đơn vị tổ chức tài việc đứng đằng sau không ai biết đâu, cho nên chúng ta cũng đừng quan tâm cái điều đó. Nhưng khi mà Watford đang huy động như thế này, đang rất tốt như thế này thì sẽ trong thời gian khoảng tầm 5 đến 4 5 tháng thôi, 6 tháng thôi, anh chị cứ chờ đó mà xem, nó sẽ xuất hiện công ty thứ năm cho mình xem, sẽ có đấy. Mà em dự đoán thì em nghĩ rằng là nếu như Watford đi ra con đường này và tạo ra được cái hệ thống khách hàng lớn như thế này thì sớm muộn thì cái đơn vị thứ năm nó cũng sẽ xuất hiện. Đấy. Đến bây giờ em có một cái cảm giác rằng là nó có một cái gì đó nó khá là an toàn khi mà mình nói chuyện về Watford, vì tất cả những thông tin về cơ sở dữ liệu tất cả mọi thứ mình nhìn thấy nó cũng khá là tốt. Tuy nhiên em vẫn giữ lại cái quan điểm của em, đấy là tất cả mọi người phải đưa ra quyết định riêng của mình, và không có một cái gì nó hoàn hảo nhất, không có gì là tuyệt đối nhất, mô hình nào cũng có những cái ưu điểm của nó. Ưu điểm trong cái mô hình này đấy là chúng ta đang đi theo Watford là một trong những công ty đầu tiên áp dụng cái mô hình này đấy, và hoàn toàn là chúng ta đang nằm trong sân chơi của Watford, chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Watford mang lại lợi cho chúng ta phải nằm trong cái giỏ của họ, thì cũng giống như chúng ta tham gia một dự án khác của vậy rồi, chúng ta đang nằm trong giỏ của họ thôi, không có gì khác biệt cả đấy. Đó là cái tất cả cái gì nó đều có như vậy. Và một cái nữa đây là chúng ta chưa có cơ hội được sang văn phòng của họ, nói thẳng ra mà nói rằng chúng ta cũng làm gì có điều kiện đầu tư đến 1.000 đô thôi cũng đã nhiều người sống quần điều kiện anh em mình có đâu, đúng không? Nên là chúng ta loại bỏ qua cái ý nghĩ đó đi. Nếu như như trường đã nói này, cách tốt nhất để chúng ta có thể tiếp cận gần hơn với tập đoàn là mua thật nhiều cổ phiếu cao cấp để trở thành cổ đông, có thể được họp, có thể biểu quyết, hai là trở thành đại diện của một quốc gia. Chỉ có hai con đường đấy thôi là chúng ta có thể thấy được, mà chúng ta có thể tiếp cận được với tập đoàn và mới có câu trả lời chính xác 100% là tập đoàn nó như thế nào. Còn bây giờ thì nếu như chúng ta thấy được rằng là nó ok như vậy rồi, mọi thông tin nó minh bạch như vậy rồi, nó chỉ còn một tí mà thôi, có liều hay không thôi. Nếu chúng ta không liều chúng ta vẫn là như vậy thôi. Một khi một cái dự án nó đầy đủ thông tin như vậy mà chúng ta không dám liều thì em nói thật là chẳng có gì cả, đó là em nói thật luôn, em máu em liều, một kia là thích em liều luôn đấy. Và chính vì cái điều đó thì em mới nghiên cứu sâu cái đấy, và mọi người nó có thời gian để ngồi nói chuyện với nhau đấy. Còn không thì nó cũng giống như anh nha, anh có cái nick là phòng vé Hoài Vũ ở Quảng Nam, anh ấy biết đến qua con này từ tháng 11 năm 2019, thế nhưng mà đến bây giờ họ vẫn lẹt đẹt vậy thôi, họ vẫn phát ngôn ra hôm qua vẫn nói chuyện anh Minh rằng là dự án góp con này với Việt Nam nó rất là mới cho nhiều người biết đấy. Nhưng mà với anh em mình thì sao, anh em mình có quan tâm là có nhiều người biết được không đâu, anh em mình vẫn truyền tải thông điệp những gì mình biết cho khách hàng, thế là được rồi, đâu cần phải quá nhiều người biết, quan trọng những người biết là họ có hiểu hay không thôi, chứ còn chỉ biết không thì chả giải quyết được cái gì đấy. Anh ơi, Đó là cái gì mà em muốn muốn truyền đạt lại cho tất cả mọi người ngày hôm nay, những ai đang theo dõi.
để chúng ta có thể có được cái nhìn tốt nhất về văn pháp, có những cái quyết định cho riêng mình, có những cái kiến thức cơ bản để mình có thể tư vấn cho khách hàng. Cái đó hẳn rằng mọi người không nghiêm túc với bản thân để tìm kiếm một dự án thì mọi người sẽ có những quyết định sai lầm. Và nó chẳng mất gì cả khi mà chúng ta dành ra một ngày hoặc hai ngày đâu. Đang cái dịch này chúng ta cũng chẳng đi đâu được. Chúng ta có thể dành thời gian là rất là hợp lý luôn. Cực kỳ là hợp lý trong cái dịch này. Đấy, chúng ta chưa phải có nhiều người không thể làm, hoặc là người nhiều người hạn chế là đi làm. Đấy, hoặc là người nào đi làm thì chúng ta về một ngày chúng ta ngủ 8 tiếng thì chúng ta ngủ 6 tiếng thôi. Nếu chúng ta tranh thủ đi. Trong lúc đầu tiên đang hưng phấn, chúng ta không tìm hiểu nghiêm túc thì sau này nó nhạt dần, chúng ta không tìm hiểu đâu. Đấy, còn khi chúng ta tìm hiểu rồi thì chúng ta phải chờ một vài tháng chúng ta chia sẻ cũng chẳng sao đâu. Chứ đừng có mà chưa tìm hiểu đã đầu tư là một. Thứ hai là chưa hiểu biết hết mà đã đi chia sẻ người khác là không được. Giống như kiểu quăng link như hôm trước em đã nói vấn đề này rồi, là không được spam link ra ngoài vớ vẩn để hạ thấp giá trị của mình xuống. Đó là những cái gì mà em muốn chia sẻ cho mọi người hôm nay. Đấy. Đấy thì bây giờ là hơn 10 giờ, thì bây giờ trong số tất cả anh chị ở đây thì có ai có cái gì mà còn muốn trao đổi thêm hay hỏi cái gì thì